hình mới sau khi các bạn đã có một cái lượng kiến thức cơ bản về pháp luật hôn nhân và gia đình, chế định kết hôn. Nhìn lên hình ảnh thì các bạn cũng đã hình dung lại cái câu chuyện xảy ra cách đây gần 10 năm mà báo giới tại Việt Nam cũng tốn tốn kém thời gian công sức để tìm hiểu. Và công luận cũng đặt ra những cái câu hỏi nghi ngờ rằng là không biết cái tình yêu nó có thăng hoa giữa hai cái cá nhân này không. Nhưng tôi cho rằng là cái vấn đề của chúng ta ở đây là cần lưu tâm đến cái yếu tố là pháp lý. Nên đặt ra những cái giả thiết nó có thể bàn luận đến pháp luật hôn nhân và gia đình thì nó là hợp lý hơn là ta đi tìm hiểu xem có cái sự hòa quyện hay là thăng hoa trong cái tình cảm lứa đôi. Rõ ràng cái độ tuổi chênh lệch rất là lớn. Một người một mái đầu xanh bên một mái đầu bạc. Vậy thì trong một cái hoàn cảnh như vậy họ có thể kết hôn với nhau được hay không theo pháp luật thực định? Tôi lấy giả thiết cụ Hàng thì sống trước đây là mẹ nuôi của anh Giàng A Linh, và hiện tại thì cái tại cái thời điểm đó là cái quan hệ nuôi con nuôi đã được chấm dứt bởi một cái phán quyết có hiệu lực của tòa án. Như vậy thì họ đã từng tồn tại quan hệ mẹ nuôi với con nuôi. Vậy bây giờ trong một cái hoàn cảnh như vậy họ có thể đăng ký kết hôn được không? Tôi lấy giả thiết anh Giàng A Linh đang có vợ, nhưng anh lại sống chung như vợ chồng với cụ Hàng Thị Sông. Thậm chí một ngày đẹp trời rồi anh đăng ký kết hôn với cụ Hàng Thị Sông luôn. Vậy trong cái hoàn cảnh này pháp luật thực định đã có một cái cơ chế dữ liệu như thế nào đây để chúng ta áp dụng giải quyết yêu cầu của các bên? Hay là họ sống chung với nhau không hôn thú rồi phát sinh tài sản tranh chấp, cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu của họ như thế nào đây? Muốn giải quyết được thì phải xác định xem các bên có tư cách vợ chồng hay là không. Chúng ta sẽ có những cái câu trả lời trong cái vấn đề thứ hai này, kết hôn. Kết hôn là xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Vì cho nên là trong kỳ và vấn đề thứ hai này chúng ta sẽ sau khi tìm hiểu cái khái niệm kết hôn, chúng ta làm rõ cho được cái điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn từ cái khái niệm đó. Kết hôn được hiểu là những cái quy định mang tính pháp lý bắt buộc mà nhà lập pháp đặt ra cho các bên nam nữ khi đăng ký kết hôn phải tuân thủ. Có thể tạm phân thành hai nhóm cái điều kiện, đó là điều kiện cho phép và trường hợp cấm. Khi nào thì các bên được phép kết hôn, trường hợp nào thì các bên không được phép kết hôn. Tuy nhiên cái điều kiện kết hôn ở số 2 này chỉ được xác định là điều kiện nội dung, điều kiện cần. Quan hệ của các bên được công nhận, được thừa nhận thì phải được giám sát, được xác định bởi cái cơ quan công quyền. Vậy thì chúng ta sẽ dẫn chiếu sang áp dụng pháp luật về hộ tịch để làm rõ về cái phân quyền đăng ký kết hôn, nghi thức thủ tục kết hôn. Và số 3 này được coi là cái điều kiện về mặt hình thức, điều kiện đủ bên cạnh điều kiện cần là số 2 để đảm bảo cho hôn nhân hợp pháp. Trên thực tiễn, pháp luật lý luận đó là màu xám, còn cây đời thì xanh tươi. Vậy thì ta sẽ giải quyết cái câu chuyện cây đời này bằng một cái chế tài. Cho nên sau cái buổi học tới đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái chế tài được áp dụng cho trường hợp kết hôn mà không thỏa mãn cái dấu hiệu ở cái khái niệm này, tức là không thỏa mãn cái điều kiện kết hôn hoặc là không thỏa mãn về đăng ký kết hôn. Trường hợp nào thì sẽ áp dụng cái cơ chế là
hủy cái kết hôn trái pháp luật. Đó là việc kết hôn mà không thỏa mãn cái điều kiện kết hôn. Trường hợp nào thì chúng ta không công nhận vợ chồng thì cái chế tài đó sẽ áp dụng khi các bên kết hôn mà vi phạm về đăng ký kết hôn. Ví dụ đăng ký không đúng thẩm quyền, đăng ký không đúng nghi thức. Cũng có thể xuất hiện cái trường hợp mà họ vừa vi phạm cái số 2 và số 3, vừa vi phạm điều kiện kết hôn lại vừa vi phạm về đăng ký kết hôn. Thì trong trường hợp đó sẽ có một cái ngoại lệ cho phép chúng ta xác định hôn nhân không có giá trị pháp lý. Và cái giải pháp đặt ra ở đây là không công nhận quan hệ vợ chồng. Thì đó là cái giới thiệu sơ lược đầu tiên để chúng ta nhận diện. Bây giờ ta lần lượt làm rõ nha. Đầu tiên là khái niệm kết hôn. Để ta đi thẳng vào luôn cái khoảng 5 điều 3 luật có quy định. Đó là cái luật thực định cho các bên xác lập một cái quan hệ vợ chồng. Và khi các bên xác lập quan hệ vợ chồng á, thì họ phải tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật ở đây là tuân thủ pháp luật về điều kiện kết hôn được luật hôn nhân và văn bản hướng dẫn luật. Ví dụ như là Nghị định 126 hay là Thông tư Liên tịch 01 năm 2016. Để xác định cái điều kiện kết hôn. Đồng thời cái việc kết hôn đấy cũng phải các bên phải tuân thủ về mặt hình thức là thực hiện cái nghĩa vụ đăng ký đúng thẩm quyền, đăng ký đúng nghi thức thủ tục luật định. Và lúc này chúng ta áp dụng pháp luật về hộ tịch để xác định cái về đăng ký kết hôn cho các bên. Như vậy kết hôn thực chất là một cái động thái, một cái hành vi của các bên nam và nữ hướng đến một cái quan hệ vợ chồng. Và việc xác lập một quan hệ giữa các bên với nhau này phải trước cái cơ quan công quyền để người ta xác định lại xem các bên thỏa cái điều kiện kết hôn hay không, và sau đó thì tiến hành cho đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Bây giờ người ta làm rõ về cái điều kiện kết hôn, làm rõ các cái quy định của luật hôn nhân gia đình và cái văn bản hướng dẫn để xem cái việc kết hôn của các bên phải tuân thủ cái điều kiện kết hôn ra sao. Thì không còn nghi ngờ gì nữa thì kết hôn là cái quyền của người. Còn anh thực hiện cái quyền của anh lúc nào là cái đó nó phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố, cái điều kiện hoàn cảnh của cá nhân nữa. Không ai bị buộc phải kết hôn, nhưng ai cũng buộc phải tuân thủ pháp luật về hôn nhân nếu người đó kết hôn. Bởi vì pháp luật hôn nhân gia đình thực chất đây là những cái quy định mang tính pháp lý bắt buộc nhà lập pháp đặt ra đòi hỏi các bên nam nữ kết hôn phải tuân thủ nó. Vậy khi tuân thủ cái điều kiện kết hôn ở đây như ta đã bàn với nhau ngay từ đầu đó là phải tuân thủ về cái điều kiện cho phép kết hôn và không được kết hôn khi thuộc các cái trường hợp cấm. Bây giờ ta triển khai về cái điều kiện cho phép. Trong cái điều kiện cho phép kết hôn thì nghiên cứu cái điểm A, điểm B, điểm C khoảng 1 điều 8 luật hôn nhân và gia đình. Ba cái yếu tố cần làm rõ: độ tuổi, ý chí và năng lực hành vi dân sự trong kết hôn để được xác định là cái điều kiện cho phép. Khi nào thỏa mãn các cái quy định này thì các bên mới được phép kết hôn. Đầu tiên là cái độ tuổi. Bạn đọc tình huống. Sau một năm thầm thương trộm nhớ, ông A sinh năm 41 bèn ngỏ ý muốn xa duyên vợ chồng với cô B là sinh ngày 5 tháng 9 năm 1998. Sau khi được ngỏ lời thì cô B vui mừng và hai bên đã thực hiện cái hành vi đăng ký kết hôn và nộp hồ sơ đăng ký kết hôn là ngày 6 tháng 9 năm 2015. Vậy nếu bạn là công chức tư pháp hộ tịch tiếp nhận yêu cầu của các bên thì bạn giải quyết như thế nào đây? Trong trường hợp này chúng ta giải quyết yêu cầu của các bên như thế nào đây? Từ chối cho A và B đăng ký kết hôn vì họ chênh lệch tuổi quá lớn.
hoặc là từ chối cho A, B đăng ký kết hôn vì B chưa thành niên. Trong hoàn cảnh này thì rõ ràng B 17 tuổi cùng một ngày, đúng là chưa thành niên. Và lấy cái ngày thời điểm mà họ nộp hồ sơ, ta tính là thời điểm này và ta căn cứ vào cái giấy khai sinh của giấy chứng minh nhân dân hoặc này là căn cước công dân để ta xác định cái độ tuổi. Ở đây ta thấy người B này, cô B là mới 17 tuổi cùng một ngày, chưa thành niên. Hay là ta tổ chức cho các bên đăng ký kết hôn đây, vì các bên là ở trong một cái tâm thế vui vẻ, hồ hởi, phấn khởi, ý là nói tự nguyện á. Và trong xin cano chúng ta không vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình. Và trong cái thẻ giấy chứng minh nhân dân cho thấy là họ khác giới. Thế cho nên là trong hoàn cảnh này chúng ta đăng ký kết hôn hay không? Để cho rằng là phải xác định cái độ tuổi kết hôn. Về cái độ tuổi kết hôn chúng ta coi cái điểm A khoảng 1 điều 8 luật hôn nhân và gia đình. Và cần thiết các bạn có thể tham khảo khoảng 1 điều 2 thông tư 01 năm 2016. Thì tinh thần của pháp luật ở đây là nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên thì mới được quyền kết hôn. Quy định này ta hiểu như thế nào đây? Cần phân biệt cái độ tuổi kết hôn này trong cái luật 2014 so với luật 59, luật 86, luật 2000. Cả ba luật trong quá khứ đều quy định tuổi kết hôn là nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi trở lên thôi. Từ là khởi đầu, là bắt đầu, là đang, là sang. Có nghĩa là nam bước sang ngày hôm sau của ngày sinh nhật lần thứ 19, nữ bước sang ngày hôm sau của ngày sinh nhật lần thứ 17 thì coi như là họ đang ở tuổi 20, đang ở tuổi 18 rồi đó. Chỉ cần một ngày đầu tiên của một cái năm dương lịch thôi là tính một tuổi kết hôn. Thì đó là ấn định tuổi kết hôn của ba luật trong quá khứ. Nhưng mà quy định tuổi kết hôn như vậy ấy, nó sẽ xuất hiện trên thực tế là cái việc tính tuổi kết hôn nó không có đồng, không thống nhất, có cái sự bất nhất trong cái nhận thức và áp dụng pháp luật, có một cái sự đồ vân so với cái pháp luật liên quan. Tôi lấy ví dụ kết hôn mà mới người nữ 17 tuổi 3 ngày và 2 tháng sau thì là ly hôn. Thế thì trong cái hoàn cảnh này cái người nữ vẫn chưa tròn 18 tuổi, có nghĩa là họ chưa thành niên. Vậy thì năng lực hành vi tố tụng dân sự đó thì đã được xác định trên cơ sở cái năng lực hành vi dân sự. Cái người này là chưa thành niên thì chưa có cái yếu tố để xác định một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì ít nhất anh phải thành niên. Bây giờ anh chưa thành niên thì anh cũng không có cái năng lực hành vi tố tụng dân sự để tham gia ly hôn. Nó đòi hỏi cái cơ quan chức năng phải có một cái văn bản hướng dẫn để mà áp dụng trên thực tế nếu phát sinh những cái trường hợp như vậy. Thế là các bên họ thực hiện các cái giao dịch dân sự khi đã là vợ chồng rồi, nhưng mà khi thực hiện giao dịch dân sự là nó vướng so với một cái quan hệ dân sự nó xác lập giữa vợ và chồng với người thứ ba, đó là người vợ chưa thành niên. Có nhiều hàng loạt vấn đề đặt ra ở đây mà đòi hỏi chúng ta sẽ xây dựng một cái quy định mới về cái cách tính tuổi. Thực ra cái sự đổi thay ở đây không có nhiều, cũng ta cũng lấy cái ngưỡng 18 20, nhưng mà khác với luật trong quá khứ thì hiện nay luật 14 đã xác định tuổi kết hôn dựa vào cả ngày tháng năm sinh. Trước đây ta chỉ dựa vào một ngày đầu tiên thôi, tính một năm. Còn bây giờ xác định tuổi kết hôn là dựa vào cả ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, tròn 12 tháng tính một tuổi. Bởi vì rõ ràng luật quyết định là nam từ đủ mà, nữ từ đủ. Điều này có nghĩa là từ khi nam tròn 20 tuổi trở lên, nữ tròn 18 tuổi trở lên, chứ không phải là ta chốt lại ở đây. Thì họ mới có quyền kết hôn. Như vậy luật đã đặt ra cái độ tuổi tối thiểu mà anh phải thỏa mãn nó. Còn cái độ tuổi tối đa thì luật không có xác định.
Bởi vì cái việc kết hôn này ấy, là cái quyền của anh. Khi anh thỏa mãn cái quy định của luật thì anh có quyền thực hiện cái quyền này. À. Còn việc anh thực hiện quyền lúc nào ấy, là cái đó như tôi đã nói là nó còn phụ thuộc vào những cái yếu tố khác nhau, cái điều kiện hoàn cảnh của các bên, à, của các cái cá nhân trong một cái xã hội dân sự. Như vậy là từ đủ có nghĩa là phải có số lượng mức độ đáp ứng cái yêu cầu không thừa và không thiếu. Vì cái cách tính tuổi kết hôn này thì rõ ràng nó sẽ tạo ra một cái hành lang pháp lý gọi là khá an toàn cho cái việc áp dụng pháp luật trên thực tiễn. Trước đây thì có những cái trường hợp mà họ cha mẹ đi khai sinh cho con mà quên là tháng sinh, hoặc là thậm chí là quên ngày sinh, chỉ nhớ năm sinh thôi. Ừ. Thế cho nên là dẫn đến những cái hiện trạng là có những cái cá nhân họ không có năm sinh, hoặc là không có, thậm chí không có cả ngày sinh và năm sinh. Thì những cái trường hợp đó mà họ đi đăng ký kết hôn ở những cái khoảng thời gian mà nó gần cận kề cái được phép kết hôn á, thì cũng ta xác định nó không thực sự là minh bạch. Và có những cái trường hợp tôi cũng nhớ cách đây cả chục năm thì trường mình á, khi chúng ta in cái bằng tốt nghiệp ra cho những cái bạn ấy, và các bạn không có ngày sinh và hoặc là không có tháng sinh thì chúng ta in mà in bằng ra chứ không phải là đã viết. Thế cho nên là máy tính không hiểu thì nó ấn định luôn là ví dụ không có ngày sinh thì nó ghi ngày 01, không có tháng sinh nó ghi tháng 1. Ở lúc đó là trong trường chúng ta cũng chưa in được phôi bằng đâu các bạn, phải mua ngoài bộ á. Mỗi lần vô mua là chúng ta phải thuyết minh các kiểu rất là khó khăn ấy. Mà in một lần như vậy là sai mấy trăm cái bằng. Như vậy là câu chuyện mà trên thực tế cá nhân họ không có năm sinh và tháng sinh không phải là chuyện lạ đâu. Thì trước đây đã quy định là từ 20 từ 18 thì cũng là một trong những cái quy định là để bảo vệ lợi ích của những cái cá nhân mà họ ở cái trong cái khai sinh mà không có ngày sinh hay là không có tháng sinh, là cái hậu quả của cái công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trước đây và hàng loạt cái yếu tố khác. Cho nên bây giờ ta đã sửa đổi luật lại để xác định cái độ tuổi kết hôn. Như vậy thực ra là ta cũng dựa vào cái về mặt khoa học, đó là sự phát triển về tâm sinh lý của cái người nữ là sớm hơn nam, cho nên là ấn định cái tuổi kết hôn của nữ là sớm hơn nam. Khi chúng ta thông qua cái luật 14 thì có nhiều quan điểm cho rằng nên hạ cái độ tuổi kết hôn của nam xuống ngang bằng với nữ, coi như là đã thành niên tròn 18 tuổi trở lên thì được kết hôn. Mặc dù á, thì người nữ phát triển về mặt tâm sinh lý sớm hơn nam, nhưng mà rõ ràng trong quá khứ các bạn thấy là luật Hồng Đức hay là luật Gia Lâm, trai thời 15, gái thời 13. À, như vậy là cái độ tuổi kết hôn của nữ là thường sớm hơn nam. Đó cũng là một cái tập quán nữa. Vợ thường nhỏ tuổi hơn chồng. Kêu là trai hơn 5-3 tuổi cũng là phần em. Thế cho nên là cái việc giữ nguyên cái cho phép người nữ kết hôn sớm hơn nam theo quan điểm của nhà lập pháp là hợp lý. À, tất nhiên cũng dựa vào cái điều kiện kinh tế xã hội của từng giai đoạn khác nhau để chúng ta ấn định cái tuổi kết hôn. Nếu như trước đây thì con đàn cháu đống là tiên. Ừ. Thế nên là phải cần kết hôn sớm, là trai thời 15, gái thời 13. Ừ. Lấy chồng từ thuở 13, năm lên 18 thiếp đà năm con là như vậy. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ là chất lượng chứ không phải là số lượng dân số. Ta ấn định cái tuổi kết hôn như thế nào để làm sao cho các bên khi xác lập một cái quan hệ vợ chồng họ đảm đương được cái chức phận làm vợ, làm chồng, làm cha, làm tròn trách nhiệm của họ đối với gia đình và ngoài xã hội. Thế nên là đó là lý giải vì sao mà nhà lập pháp xác định cái độ tuổi kết hôn trong cái luật 14 như vậy. Quay trở lại cái tình huống lúc nãy là ông A với bà B nộp hồ sơ đăng ký kết hôn và ta căn cứ vào cái độ tuổi của họ dựa vào cái
giấy chứng minh nhân dân thì rõ ràng ở cái độ cái thời điểm này B là chưa thành niên. Thì nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? Người đã thành niên thì đương nhiên có quyền kết hôn. Chúng ta sẽ trả lời như sau nào? Để đưa lên những cái dấu hiệu khác này. Người đã thành niên thì đương nhiên có quyền kết hôn. Nếu thỏa mãn các cái quy định về sự tự nguyện, không mất năng lực hành vi dân sự, đồng thời không thuộc trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại cái điểm A, B, C, D khoảng 2 điều 5 thì họ đương nhiên có quyền kết hôn. Thì người ta phải làm rõ xem người thành niên là người như thế nào chứ hả? Nó liên quan đến cái khái niệm người thành niên. Thì theo điều 20 Bộ luật dân sự, người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên. Không? Đúng rồi. Mà không phân biệt là nam hay nữ. Trong lúc đó tuổi kết hôn theo quy định tại điểm A khoảng 1 điều 8 luật 2014, nam từ đủ 20 tuổi trở lên mới có quyền kết hôn. Cho nên các bạn cần phân tích người nam thôi, còn nữ là từ đủ 18 người ta không có bàn nữa rồi, nó nhắm tới cái người nam. Cho nên lưu ý không phải là mọi trường hợp người đã thành niên thì đương nhiên có quyền kết hôn nếu họ thỏa mãn các cái dấu hiệu khác của pháp luật. Bởi vì cái độ tuổi kết hôn của nam á là từ đủ 20 tuổi trở lên. Cho nên có cái khoảng thời gian họ đã thành niên, nam đã thành niên từ đủ 18 nhưng chưa từ đủ 20 tuổi trở lên thì họ vẫn không có quyền kết hôn. Lúc đó họ không có năng lực pháp luật và năng lực hành vi gia đình, hôn nhân gia đình để họ thực hiện cái quyền để kết hôn của mình. Thì đó là những cái vấn đề mình ta lưu ý. Thì luật định như vậy thôi, các bạn thấy là hiện nay tảo hôn cũng còn được xem là một cái vấn nạn. Thì cái số liệu này đưa ra thực sự nó cũng chưa là hoàn toàn hợp lý ngay tại thời điểm này. Nhưng tôi cho rằng á là thực tại nó vẫn chưa đổi thay nhiều đâu. Cái khả năng mà lấy vợ lấy chồng khi chưa đủ tuổi là không phải là chuyện lạ hiện nay. Tôi cho là như vậy, vẫn còn phổ biến đó. Con số ở đây là lấy đến năm là 28 thôi, nhưng mà thời điểm này cũng ít thay đổi. Có nghĩa là trên thực tế cái việc lấy vợ lấy chồng khi chưa đủ tuổi vẫn rất đáng quan ngại tại Việt Nam. Chúng ta có 53 dân tộc anh em và chúng ta giải quyết được cái câu chuyện mà họ về với nhau khi mà chưa đủ tuổi. Không hề đơn giản đâu. Không phải là cứ thấy là họ cưới nhau hay là họ về với nhau rồi khi chưa đủ tuổi ta xử lý như thế nào cho nó hợp lý nữa, hợp tình nữa, nó kết hợp nhiều cái yếu tố. Tôi chuyển sang cái yếu tố thứ hai là tự nguyện trong kết hôn. Ở cái điểm B khoảng 1 điều 8 quy định là việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc bên nào, không ai được lừa dối, cưỡng ép, cản trở trong kết hôn. Như vậy là nếu như trong quá khứ pháp luật quy định là việc kết hôn của con cái thì do cha mẹ quyết định, cha mẹ không quyết định được vì nhiều lý do, ví dụ cha mẹ mất hoặc là cha mẹ là bị mất năng lực hành vi dân sự vân vân, thì lúc này ấn định cái việc kết hôn của con cái là phải thông qua cái người thân thích. Nếu thiếu sự đồng ý của gia tộc thì việc hôn sự không có thành, pháp luật không có cho phép. Điều này nó thể hiện là cái tự nguyện trong kết hôn rõ ràng là trong quá khứ so với hiện tại là hoàn toàn khác nhau. Các ta nhìn ra một số quốc gia thì các bạn thấy là có thể là kết hôn với người chết. Từ năm 1950 ở Pháp là đã có những cái quy định rất là đặc biệt. Người mà đã ngã xuống dưới chiến hào thì cái người còn sống họ vẫn có quyền kết hôn với người đó. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy, tất nhiên phải bằng một cái sắc lệnh đặc biệt của Tổng thống Pháp á.
Thực ra có nhiều cái ý kiến bình luận là pháp luật nhiều khi cũng là chính trị, nhuốm màu chính trị. Tại sao không? Còn cái yếu tố tự nguyện ở đó có hay không ta chưa bàn, nhưng mà rõ ràng với cái quy định đặc biệt như vậy á, là nó có thể là lên dây cót cho binh lính, những cái người mà có thể là ngã xuống dưới chiến hạm. Nên là kết hôn có thưởng ở Iran, Iraq. Nên là nhiều quốc gia hiện nay cũng có cái cơ chế là đại diện theo ủy quyền trong kết hôn được không? Hay là theo pháp luật cũng có thừa nhận luôn. Thì pháp luật Việt Nam không chấp nhận những cái giải pháp tương tự, mà ta chỉ có quy định rằng là việc kết hôn đấy là cái việc xác lập quan hệ giữa hai cá nhân với nhau, và để hôn nhân vững bền á thì các bên phải tự định đoạt cái hôn sự đó bằng cái động thái là tự mình quyết định việc hôn nhân. Thì cái tự mình quyết định việc hôn nhân này hiện nay ta xác định như thế nào đây? Ta dựa vào chữ ký của hai bên trong cái giấy chứng nhận kết hôn thôi, và chữ ký trong sổ lưu tại cơ quan hộ tịch. Còn đương nhiên ra đó đăng ký kết hôn thì ở lớp mình biết có ai đăng ký kết hôn chưa không thôi, chứ các bạn thấy ra đó có ai hỏi mình tự nguyện hay là không tự nguyện gì đâu, hình thức thôi. Mặc dù pháp luật hộ tịch có quy định rằng là khi đăng ký kết hôn thì công chức tư pháp hộ tịch hỏi các bên có tự nguyện kết hôn hay không. Nếu các bên khẳng định tự nguyện thì viết giấy rồi gửi cho thủ trưởng đơn vị, tức là chủ tịch hoặc là phó chủ tịch. Nếu mà đăng ký là trước thì ủy ban ký, sau đó là giao cho các bên lại đại ý như vậy. Thì rõ ràng các bạn thấy luật quy định là chỉ có tính hình thức thôi, còn trên thực tế ta xác định cái ý nguyện của các bên là chỉ cần là căn cứ vào cái chữ ký của họ trong cái giấy chứng nhận kết hôn bên chồng bên vợ thì có đầy đủ. Không có là có nhiều trường hợp ta tuyên bố không công nhận vợ chồng rồi đấy. Phải đầy đủ chữ ký của vợ của chồng và chữ ký trong sổ lưu tại cơ quan đăng ký hộ tịch thì đó là tự nguyện rồi. Mặc dù trên thực tế các bên cũng có thể là lừa dối cơ quan chức năng bởi vì kết hôn giả tạo, hoặc là bị cưỡng ép ép buộc, nhưng mà làm rõ cái sự lừa dối hoặc là cưỡng ép kết hôn không hề đơn giản đâu. Ngay cả kết hôn giả tạo cũng vậy, rất là khó khăn. Đặt ra những câu hỏi đầy nan giải đối với cái cơ quan hữu trách khi mà họ xác định cái tự nguyện của các bên nam nữ khi kết hôn. Chuyển sang cái yếu tố thứ ba mà pháp luật đòi hỏi các bên phải thỏa mãn thì mới được phép kết hôn. Yếu tố ở đây nó liên quan đến sức khỏe của nhận thức. Đó là chỉ người không mất năng lực hành vi dân sự thì mới được phép kết hôn. Người kết hôn không mất năng lực hành vi dân sự. Để xác định một cái người mà mất năng lực hành vi dân sự, ta căn cứ vào quy định của Bộ luật dân sự hiện hành. Tiêu chí để ta xác định một người mất năng lực hành vi dân sự là như thế nào? Người đó bị bệnh tâm thần hay là bệnh khác? Ai giơ tay hả? Hay sao đây? Ai mới phát biểu phải không? À, tưởng cô hỏi thì em trả lời cho cô. Rồi em thử trả lời sự xem nào. Mời em. Giờ để xác định một người mà mất năng lực hành vi dân sự thì dựa vào những biểu hiện của họ, ví dụ như là họ bị bệnh tâm thần, họ bị các bệnh mà không thể kiểm soát được, nhưng mà cũng phải thông qua cái quyết định của tòa án là phải tuyên bố họ bị mất năng lực hành vi dân sự. Chính xác là như vậy. Trước đây nó mơ màng lắm các bạn. Đến cái luật 2015 thì nó minh bạch hơn. Chúng ta đòi hỏi là cái việc xác định cái cá nhân là mất năng lực hành vi dân sự là phải có phán quyết có hiệu lực của tòa án, và tòa án cũng phải là khơi khơi mà ra phán quyết tuyên một cái cá nhân là mất năng lực hành vi dân sự được, mà dựa vào cái kết luận của tổ chức giám định pháp y tâm thần cơ. Nó đòi hỏi bây giờ minh bạch ở chỗ là của cái kết luận của một cái tổ chức chuyên môn, đó là
chức giám định pháp y tâm thần. Còn trước đây các bạn biết chỉ cần một cái ý kiến của một cái cơ quan cơ sở y tế là được rồi. Cái điều đó nó không có đúng, không có chính xác, không có khách quan. Ta dựa vào cái kết luận của tổ chức giám định pháp y tâm thần để mà ra phán quyết tuyên một cái cá nhân là mất năng lực hành vi dân sự. Như vậy cái người này họ bị bệnh tâm thần hay là cái bệnh khác? Thì các bạn hỏi tôi cái bệnh khác là bệnh chi? Tôi nói là cũng có nhà lập pháp quy định ở cái diện mở, mà trên thực tế có những cái hiện trạng bệnh lý nó cũng đưa đến một cái kết cục giống như cái trường hợp mà cái người mất năng lực, cái người bị bệnh tâm thần vậy đó. Dấu hiệu ở đây là họ không thể nhận thức làm chủ được hành vi. Và với một cái kết luận của tổ chức giám định pháp y tâm thần thì tòa tuyên, tòa tuyên thì 10 ngày sau, vì đây là cái quyết định của việc dân sự mà, thì 10 ngày sau mà không có phản hồi, không có kháng cáo đó, kháng nghị đó, thì cái phán quyết này nó có hiệu lực. Thì đây chính là cái căn cứ để cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối cho đăng ký kết hôn. Và chỉ khi nào mà có một cái phán quyết. Cái điều này nó khác với cái luật trước đây. Là ví dụ như là luật năm 86 chẳng hạn, quy định là cấm người bị bất lực hoàn toàn về sinh lý, người bị mắc bệnh điên, sử dụng cái thuật ngữ là bệnh điên nha, cấm người bị mắc bệnh điên hay là bệnh nào mà bệnh khó chữa khỏi thì cấm những cái đối tượng đó họ kết hôn. Vậy thì lúc đó ta quy định những cái các cái yếu tố để cấm kết hôn đó, nó liên quan nhiều khía cạnh khác nhau, vấn đề nó ta tự nguyện. Ví dụ tôi nói tôi bất lực hoàn toàn sinh lý, nhưng bên kia họ sẵn sàng thì sao? Tôi bị nhiễm HIV nhưng mà bên kia vẫn sẵn sàng vào cuộc. Đương nhiên tôi phải báo cáo cho cái người mình chuẩn bị kết hôn biết là có cái kết quả dương tính mới được, nhưng mà giấu giếm là bị xử lý ngay. Cái đó là quy định của luật rồi. Người có kết quả nhiễm HIV thì phải có cái nghĩa vụ thông báo cho cái người mình chuẩn bị kết hôn có kết quả đó. Tôi muốn nói về để thấy sự khác biệt của pháp luật hiện nay là ta chỉ căn cứ vào cái dấu hiệu là cái sức khỏe nhận thức, còn các cái yếu tố khác về sức khỏe thì chúng ta không cần lưu tâm. Và nhà lập pháp cho rằng nếu các bên tự nguyện kết hôn thì không có cái cơ sở nào để mà không cho phép họ kết hôn cả. Rồi còn sắp khi xuất hiện một cái trường hợp đâu dưới Bình Phước, thì hình như Bình Phước thì hai người này là họ cưới thôi chưa kết hôn nha các bạn. Một cái người 24 tuổi, anh này là anh bị khuyết tật vận động ngồi xe lăn, và cái cô gái là 26 tuổi, thì cô này là cái dạng mà là không phải là chưa đến mức là không nhận thức làm chủ hành vi, nhưng mà nhận thức nó không có ổn. Dài dài khờ khờ, khi tỉnh khi khôn đại như vậy. Thì cái tưởng đâu anh này sẽ có vợ, nhưng mà cuối cùng có vợ, vợ là trong một kép là vì mới cưới thôi, chỉ cưới thôi. Thì một cái thời gian sau là gia đình bên vợ đưa cô gái về, cho rằng là thân phần con của họ cũng bất hạnh rồi vì nó dài dài, thì tự nhiên rồi cho lấy chồng về làm vợ với cái thằng chồng nó, sao bây giờ ngồi xe lăn rồi, coi như là con họ cũng là phải đi về phục vụ, hành hạ tồi quá, thôi không cho nữa bắt về. Thì cuối cùng thì là cậu này cậu khóc một trời nước mắt và đặt ra những câu hỏi là bây giờ can thiệp như thế nào để bảo vệ lợi ích của cái cậu đó, và đặt ra thêm một cái giả thiết là bây giờ trường hợp này họ đăng ký kết hôn có được hay không. Được hay không là ở đây ta phải coi là các bên có tự nguyện kết hôn hay không. Khi tự nguyện kết hôn rồi thì xác định cô gái đó có mất năng lực hành vi dân sự hay là không. Và có cái phán quyết cụ thể ở đây là đánh giá trên cơ sở là phán quyết của tòa án tuyên bố, thì đương nhiên vẫn có quyền kết hôn chứ. Nếu không có, nó xảy ra một cái hiện trạng hiện nay mà đang bỏ ngỏ một luật này các bạn. Tôi là ví dụ, tôi và bạn bạn tôi là đồng trang lứa sinh ra và lớn lên ở cái mảnh đất này, và tôi biết rõ bạn tôi là người như thế nào, và nó suốt ngày đi lang thang ngoài đường mà nó cười và nó không mặc đồ lần á, đại vậy.
Nhưng mà sau khi tôi học luật ra, tôi về làm ở cái phường, làm ở cái bộ phận tư pháp hộ tịch. Thế là bạn tôi đến ngày đẹp trời đến đăng ký kết hôn với một người mới. Thì trong trường hợp này là tôi từ chối cho đăng ký kết hôn được hay là không? Vì tôi biết rõ là bạn tôi là ngẩn ngơ không biết trời đất gì cả. Nó biết xấu hổ mà còn đi lang thang ngoài đường mà. Thì trường hợp này chúng ta làm sao đây? Thì đây là một cái kẽ hở mà trước đây có một cái hướng dẫn, đó là cái nghị quyết 01 năm 19 87 thì hướng dẫn cho cái luật 86 là về cái trường hợp mà ta nghi ngờ một cái người mà không nhận thức làm chủ hành vi là buộc họ phải chứng minh. Trong cái giai đoạn ta nhận hồ sơ mà ta nghi thì ta buộc cái người đó họ phải chứng minh tình trạng sức khỏe của mình. Để chỉ cần một cái xác nhận của một cái tổ chức y tế cấp huyện đổ lên thôi. Thì lúc đó là cái cơ quan chức năng họ vin vào đó để họ giải quyết hoặc là từ chối. Nhưng mà hiện nay cái văn bản đó nó hết hiệu lực. Vậy thì xảy ra những cái câu chuyện như vậy trên thực tế. Quay trở lại cái chuyện của tôi đi, như lúc nãy đi. Trong tình huống đó thì tôi cũng buộc phải đăng ký kết hôn thôi. Thì đó là những cái vấn đề tôi cho rằng cũng cần cân nhắc xem xét nhà lập pháp đó. Làm sao cho nó thực sự là khả thi, pháp luật là khả thi. Còn lý giải vì sao mà đòi hỏi người kết hôn không bị mất năng lực hành vi dân sự thì rõ ràng các bạn đã có một câu trả lời ở đây rồi. Về cái chức trách, chức phận của một cái người vợ, người chồng sau khi kết hôn. Còn khi kết hôn thì ý nguyện, cái sự tự nguyện nó phải đảm bảo chứ. Anh không nhận thức làm chủ hành vi thì nó có đảm bảo tự nguyện hay là không? Khi kết hôn rồi thì về cái việc thực hiện cái chức phận của người vợ, người chồng, người cha, người mẹ có đảm bảo hay không? Rồi đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực, con cái rất là quan ngại. Thì đó là lý giải vì sao mà pháp luật quy định như vậy. Thì hiện nay đối với cái trường hợp mà đăng ký kết hôn có ở tổ nước ngoài á, thì vấn đề này nó sẽ được khai thác làm rõ trong cái hồ sơ của ha, để xác định cái sức khỏe nhận thức. Còn riêng đối với cái việc đăng ký kết hôn mà không có tổ nước ngoài thì vấn đề này chúng ta chỉ khơi không có cái văn bản minh chứng á, hồ sơ đâu có. Chuyển sang cái trường hợp cấm kết hôn, như vậy ta đã xong cái điều kiện cho phép gồm cái độ tuổi này, sự tự nguyện và cái sức khỏe tâm thần. Với độ tuổi thì luật quy định là tính tuổi kết hôn dựa vào cả ngày tháng năm sinh, và luật đặt ra cái độ tuổi tối thiểu, không đặt ra tuổi tối đa. Cho nên trường hợp như lúc nãy cụ Hàng thì sống với anh già anh Linh kết hôn là nếu họ tự nguyện nó không vi phạm các cái điều kiện khác đó, họ kết hôn là bình thường đó. Đừng có nói mà chính là tuổi quá lớn. Mặc dù ở một số địa phương tại Việt Nam, tôi nhớ cách đây cả 17 năm rồi là Sở Tư pháp và tỉnh Khánh Hòa đã có cái từ chối một cái trường hợp đó chính tuổi, chính là tuổi. Họ cho rằng là chính là tuổi này là thương nhau, là không phải là vì xác lập quan hệ vợ chồng mà vì tiền. Đó là cái suy đoán bậc sắc quan công quyền thôi. Nhiều khi người kết hôn họ vặt ngược cho lại chịu thua đó. Tôi nói thật là vì luật nó không có cái quy định minh bạch để cho phép cái cơ quan chức năng xác định. Về cái sức khỏe tâm thần thì nhớ là luật chỉ quy định là cái người kết hôn không mất năng lực hành vi dân sự và ta xác định dựa vào một cái phán quyết có hiệu lực của tòa án. Giờ chuyển sang các cái trường hợp cấm kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng. Các cái quy định nó được dự liệu ở cái điểm D khoảng 1 điều 8 và triển khai ở điểm A, B, C, D khoảng 2 của điều 5. Đó là cấm kết hôn giả tạo, cấm tạo hôn, cưỡng ép, lừa dối, cản trở kết hôn. Cấm một người đang có vợ hoặc là đang có chồng mà kết hôn hay sống chung như vợ chồng với người khác. Cấm người có quan hệ trực hệ, người có họ ba đời, cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, nàng dâu, mẹ vợ, con rể, cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ của chồng kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng. Bây giờ lần lượt làm rõ các cái trường hợp này nha. Đầu tiên là cấm kết hôn giả tạo. Sự nhắc lại của pháp luật thôi.
À, bởi vì như ta đã vừa bàn lúc nãy là luật ở cái điểm B khoảng 1 điều 8 có quy định là việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định. Ừ. Ở đây luật quy định lại là cấm kết hôn giả tạo để đảm bảo cái sự tự nguyện trong hôn thú chứ không gì cả. Ta phải dự liệu ở cái góc độ cấm để có một cái căn cứ pháp lý mà xử lý các cái trường hợp vi phạm trên thực tế. Trước đây luật 2000 không có dữ liệu như vậy đâu. Thì đây là điểm mới của luật 14. Bây giờ phải làm rõ cái khái niệm kết hôn giả tạo. Giải thích về cái kết hôn giả tạo thì chúng ta xem khoảng 11 của điều 3 luật hôn nhân và gia đình. Đó là việc kết hôn mà không phải hướng đến một cái quan hệ vợ chồng. Bởi vì kết hôn là gì? Là xác lập quan hệ vợ chồng trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Còn ở đây kết hôn giả tạo thì họ xác lập một cái quan hệ nhưng không nhằm mục đích là xây dựng gia đình, không phải là xác lập một cái quan hệ vợ chồng để xây dựng gia đình, mà nhiều cái lý do khác nhau với cái mục đích khác nhau mà họ tới trong một cái tổng thể như vậy. Muốn có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh, muốn xuất cảnh ra nước ngoài, muốn có quốc tịch Việt Nam, có quốc tịch Hoa Kỳ, muốn được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước, con thương binh, con liệt sĩ, vân vân, để mà kết hôn để hưởng những cái lợi ích như vậy. Thì nếu phát hiện thì cơ quan chức năng sẽ từ chối cho đăng ký kết hôn. Còn nói là xác định được có giả tạo hay không không phải là hề đơn giản, rất là khó khăn. Vì nó có thể đánh giá thông qua cái ý chủ quan của một người khác, và khi họ ra đăng ký kết hôn thì họ bàn luận rất, họ lên kế hoạch rồi, có kịch bản chuẩn bị rất là chu đáo, ra đó là vui vẻ thôi. Tôi nói là ông bà kết hôn giả tạo thì tôi nói là cơ căn cứ vào đâu mà cho chúng tôi giết đi, cho chúng tôi kết hôn giả tạo thì dựa vào đâu? Là trên thực tế là phải nói là luật quy định nhưng mà cũng khó áp dụng. Về trường hợp thứ hai đó là cấm tảo hôn, cấm cưỡng ép, lừa dối, cản trở kết hôn. Nó quy định ở hai cái văn bản. Đó là cái luật 2014 ở cái khoảng 8, khoảng 9, khoảng 10 của điều 3. Riêng lừa dối kết hôn thì trong cái luật 2014 không quy định, cho nên đến cái thông tư liên tịch 01 năm 2016 thì đã bổ khuyết cho cái nội dung này. Ở đây luật quy định là cấm tảo hôn. Thì chúng ta hiểu như thế nào là tảo hôn cái đã mới xác định được là cấm thực hiện cái động thái như vậy. Tảo hôn theo cái thuật ngữ pháp lý được giải thích ở điều 3 đó là việc lấy vợ lấy chồng khi chưa đủ tuổi. Sao nhà lập pháp phải quy định là lấy mà không nói là kết hôn? Bởi vì luật quy định là nam từ đủ 20, nữ từ đủ 18 trở lên mới có quyền kết hôn. Nhưng mà chưa tới đến cái độ tuổi đó mà nó nóng máy rồi thì họ vào cuộc. Cho nên là lấy không cần sử dụng cái thuật ngữ là kết hôn vì nó không khả thi, nó không phù hợp với thực tế. Lấy này có thể hiểu là họ về với nhau, họ cưới nhau, họ sống chung như vợ chồng là lấy đó. Nhưng mà ở dưới tuổi luật định, cái lấy này cũng có thể là có kết hôn. Cái dạng hành vi thứ hai thể hiện cái lấy đó là kết hôn, nhưng mà vụ kết hôn này là nhớ là có hành vi vi phạm pháp luật rồi, ở cái góc độ là hành vi của cái người trong cuộc hoặc là cái người thứ ba bằng những cái động thái gian dối, dù gồm tẩy nâng tuổi lên, mau lên chữ vội vàng rồi, nên mượn giấy khai sinh của ông anh bà chị để mà kết hôn, sau đó chị tắt đường lên xe hoa luôn. Của em ấy muốn kết hôn quá mà chưa đủ tuổi cho nên lấy chi giấy chứng minh nhân dân của bà chị để kết hôn. Sau đó chị bữa ngày đẹp trời đi kết hôn lại không được, vì lúc đó là người ta xác định là người chị này là người đang có chồng.
Thì đó là cái phản ánh của báo, là cái phóng sự nó phản ánh một cái thực tế không phải là lạ đâu, nó có. Hoặc là mình tự làm giả cái giấy chứng minh nhân dân để đảm bảo độ tuổi, hoặc là có cái sự tiếp tay của cơ quan công quyền vân vân. Cái về tảo hôn được hiểu là hoặc là họ sống chung như vợ chồng, hoặc là họ kết hôn. Và đương nhiên hai cái nhóm hành vi này là ở một cái hoàn cảnh mà các bên chưa đảm bảo độ tuổi kết hôn. Cái về nhận định sau đây đúng hay là sai, tại sao kết hôn tảo hôn là kết hôn trái pháp luật? Thì sau này sang cái bài kết hôn trái pháp luật sẽ có cái khái niệm kết hôn trái pháp luật, và các bạn đối sánh với cái khái niệm tảo hôn này để các bạn trả lời cái câu tôi vừa nêu. Nhận định sau đây đúng hay là sai, tại sao tảo hôn là kết hôn trái pháp luật? Chúng ta dừng ở đây về nghiên cứu xong cái đến cái bài kết hôn trái pháp luật, ta sẽ quay trở lại vấn đề này nha. Trường hợp thứ hai là luật quy định là cấm cưỡng ép kết hôn, được hiểu là cấm là cưỡng ép và ép buộc các bên nam nữ kết hôn. Và cái hành vi được thực hiện ở đây có thể là người trong cuộc, người nam đối với người nữ, hoặc là người nữ đối với nam, hoặc là người thứ ba, cha mẹ, ông bà, một cái vị chức sắc tôn giáo, thủ trưởng đơn vị vân vân. Họ đe dọa hoặc là uy hiếp tinh thần, hoặc là hành hạ ngược đãi, đặt ra những cái yêu sách của cải vân vân, để người nam người nữ, một trong hai bên họ phải kết hôn với nhau. Ví dụ như người nam dọa tung phim phim nóng lên mạng chẳng hạn, phim nóng của hai người buộc cô ấy phải kết hôn, ở trong một cái hoàn cảnh bị là uy hiếp về mặt tinh thần, lo ngại quan ngại mà người ta phải kết hôn. Cản trở kết hôn khác với cưỡng ép kết hôn ở đây là gì đây? Nếu như cưỡng ép kết hôn thì chủ thể thực hiện hành vi này có thể là một bên nam bên nữ, hoặc là người thứ ba thực hiện, thì cản trở kết hôn khác biệt ở chỗ là người thực hiện hành vi, chủ thể thực hiện hành vi chỉ có thể là người thứ ba thôi, chứ không phải là người trong cuộc. Ở đây nam nữ giống như cái trầu cuốn quanh cây cau vậy đó, màng nông đắm say như vậy, họ mong muốn được kết hôn nhưng mà không được, không được là bị người khác ngăn cản cản trở, chủ thể thứ ba thực hiện thôi, là cha là mẹ, là cái người một cái vị chức sắc tôn giáo nào đó vân vân. Cũng là đe dọa hoặc là uy hiếp tinh thần để cho hai người này dù họ mong muốn kết hôn thì cũng không thể thực hiện kết hôn, hành vi kết hôn được. Mà cũng thấy có nhiều vụ việc nó xảy ra tương tự đó, cho thấy là đã có cản trở kết hôn. Ví dụ như vụ ở dưới Kiên Giang, cụ bà là 91 tuổi và cụ ông là 90 tuổi, thì hai người này chuẩn bị kết hôn thì các con bên gia đình của bà là ngăn cản, cản trở, chửi bới, đe dọa, hoặc là nếu mà cho mẹ tôi kết hôn là không yên với chúng tôi đâu, tôi làm tánh băm luôn đấy. Và họ đưa ra lý giải là các cụ lớn tuổi quá rồi, 91 rồi, 90 rồi, mà yêu đương cái gì? Chẳng qua là cụ bà mẹ tôi là có tiền gửi trong ngân hàng 100 triệu đồng, cho nên là ông kia ông muốn kết hôn thôi. Và họ dừng thực hiện những cái động thái, cái hành vi trên thực tế để ngăn cản hai cụ này kết hôn với nhau. Lừa dối kết hôn là cái hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba. Lưu ý là cố ý, các bạn, hành vi cố ý chứ không phải là vô ý. Với cái hành vi cố ý này là làm cho một bên là nhầm tưởng, hiểu sai. Hiểu sai này có thể hiểu sai về nhân thân, hiểu sai về hoàn cảnh của cái người đó, của người còn lại đó. Cho nên họ đồng ý kết hôn. Còn nếu mà không có cái hành vi cố ý của một bên nam nữ hoặc là người thứ ba thực hiện thì bên kia họ không hiểu sai được.
ví dụ là nói dối về cái hoàn cảnh kinh tế, về cái thân trạng nhân thân các kiểu, để bên kia tự thật mới kết hôn. Thì trường hợp này là pháp luật xác định là cái hành vi trái pháp luật, cấm lừa dối. Để đảm bảo hôn nhân tự nguyện tiến bộ thì là ngoài đòi hỏi là do nam nữ tự nguyện thì các bên không được cưỡng ép, lừa dối, cản trở trong kết hôn. Nhưng mà pháp luật như tôi đã nói chỉ là lý luận thôi, và đây là thực tiễn. Tập quán có những cái hủ tục tại Việt Nam thì các bạn thấy nó vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình. Nếu xét ở cái yếu tố tự nguyện thì hiện nay có những cái tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, chi phối cái ứng xử của cá nhân, như là tục bắt vợ, kéo vợ đến cái độ tuổi 13, 15 là phải cần có người bắt mới thích. Chứ thôi là nếu mà con cái mình đến độ tuổi này mà chưa thấy ai là đến bắt về là coi như là nghỉ là xui, phải là cúng giàng trừ ma đi, khổ vậy. Tập quán hủ tục, nhiều khi bác mình đang đợi cho cái chàng thanh niên kia đẹp trai người người tốt nghiệp đại học đến bắt, đợi chờ mong mỏi, cuối cùng người đến khác đến bắt mà không được học hành, đen thui lùi mà luôn, ví dụ vậy. Rồi cuối cùng là ăn lá ngón, mà từ từ đó có những cái phóng sự nó phản ánh như vậy. Là cái tập tục mà tục nối dây cũng vậy. Chị chết, chồng chết thì phải lấy em chồng, có thể là em chồng đang trai tân cũng có. Vợ chết thì lấy em gái vợ, có thể em gái vợ chưa thành niên. Thì điều này cho thấy là nó vi phạm cái sự tự nguyện trong hôn nhân. Bây giờ tôi chuyển sang cái trường hợp cấm thứ ba, đó là cấm một người đang có vợ hoặc là đang có chồng mà kết hôn hay sống chung như vợ chồng với người khác. Quy định ở cái điểm C khoảng 2 điều 5 luật 14. Ta sẽ hiểu cái vấn đề này như thế nào đây? Được hiểu là một người mà đang có vợ hay là đang có chồng thì người này không được phép kết hôn với người khác. Ông A đang có vợ là bà B, ông A đương nhiên không có quyền kết hôn với bà C được. Thì pháp luật hôn nhân là cấm một, phải đảm bảo về nguyên tắc là một vợ một chồng. Đầu từ luật 559 bộ hôm ta đã bàn với nhau rồi. Luật đầu tiên là luật 59 chính thức đặt ra nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng. Và từ đó đến nay, từ cái luật 59, luật 86, luật 2014 cũng vậy luôn, phải đảm bảo cái nguyên tắc đó. Cho nên là cấm một người đang có vợ mà kết hôn với người khác. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng ở đây thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ cái người này họ có thể mê đắm có láng giềng ơi lắm. Mà luật cấm kết hôn thì tôi nhào vô tôi sống giống như vợ chồng thì làm sao? Thế cho nên cần lưu ý ở đây là đồng thời song hành cấm người này chung sống như vợ chồng với người khác luôn. Không chỉ cấm kết hôn đâu, mà cũng đồng thời cấm chung sống như vợ chồng với cái người khác nếu anh ta đang có vợ hoặc là đang có chồng. Về cái khái niệm chung sống như vợ chồng với người khác á, thì cũng cần lưu ý là có hai cái thuật ngữ pháp lý ở góc độ là dân sự hoặc là các cái góc độ chế tài. Chung sống như vợ chồng mà được công nhận là vợ chồng là cái cơ chế dành cho hôn nhân thực tế, mà chung sống như vợ chồng nhưng không có vi phạm pháp luật, không vi phạm là nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng, thì chung sống đó, cái hành vi chung sống đó được công nhận là vợ chồng, và chúng ta sẽ bàn trong cái bài học sau, đó là hôn nhân thực tế. Còn ở đây chung sống như vợ chồng này á là không được công nhận là vợ chồng vì vi phạm pháp luật, vi phạm một vợ một chồng. Vậy ta xác định thế nào là chung sống như vợ chồng mà vi phạm cái nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng? Thì cái câu trả lời ở đây
phải nói là rất khó khăn vì tinh thần pháp luật rất mờ nhạt. Hiện nay chúng ta đã có cái bộ luật dân sự hiện hành đúng không? 17. Nhưng mà áp dụng để giải quyết các cái hành vi vi phạm một vợ một chồng ở cái điều 182 á thì nó cũng không hề bàn đến thế nào là chung sống như vợ chồng. Nó khổ vậy. Người ta phải áp dụng lại một cái thông tư liên tịch 01 năm 2001 hướng dẫn cho cái bộ luật hình sự 1995 các bạn ạ. Và trong đó đưa ra những cái dấu hiệu rất là khó áp dụng và nó không có khả thi. Ví dụ chung sống như vợ chồng mà không được công nhận là vợ chồng khi hành vi chung sống đó là có con chung này, đỡ có tài sản chung hoặc là cộng đồng chứng kiến. Ví dụ Nga ông có vợ rồi vậy, giờ ông Nga ông quá sống chung như vợ chồng với như một bà C như là vợ luôn, một tuần ông ở với vợ 2 ngày, 5 ngày ông qua sống với tình nhân rồi, 3 năm nay rồi, người vợ khổ lắm chứ, quá đau khổ đấy. Vậy thì yêu cầu công an vào cuộc là công an khu vực ơi giúp em với, chồng em suốt ngày ở bên này, em là vợ, cô ấy là đâu có đăng ký kết hôn gì đâu, mà vi phạm pháp luật. Thế người ta trả lời như nào? Chồng chị có sống chung như vợ chồng với người khác đâu, cơ sở nào để tôi xác định đấy? Có con không, có tài sản không, ai làm chứng? Tôi có thể xử lý ở góc độ là lưu trú thôi chứ, đúng không? Rất là khó khăn. Thì đó là cái người mà đang có vợ hay là đang có chồng thì pháp luật không cho phép kết hôn hay sống chung như vợ chồng với người khác. Nhưng cần lưu ý là một người mà chưa chồng chưa vợ, độc thân vui tỉnh, độc thân nhưng không được vui tỉnh, là vì luật là quy định người chưa chồng chưa vợ thì cũng không được kết hôn hay là sống chung như vợ chồng với cái người mà đang có vợ có chồng. Quy định ở đấy đặt ra nào cái căn cứ pháp lý để có thể xử lý cái người mà chưa chồng chưa vợ nhưng vẫn cố tình vi phạm pháp luật, không biết người ta có nơi có chốn mà vẫn cứ kết hôn hay sống chung như vợ chồng với cái người đó, có thể xử lý cả hai cái nhóm đối tượng các bạn nha. Bây giờ ta làm rõ cho được là thế nào là người đang có vợ có chồng nghe. Bởi vì luật quy định nè, cấm một người đang có vợ hay là đang có chồng mà kết hôn hay chung sống như vợ chồng với người khác. Bây giờ ta tìm hiểu xem thế nào là người đang có vợ hoặc là đang có chồng và nhóm đối tượng nào đấy. Xác định người đang có vợ hay là đang có chồng thì các bạn căn cứ vào cái khoảng 4 điều 2 thông tư liên tịch 01 năm 2016. Có thể thuộc 3 nhóm đối tượng sau đây. Nhóm thứ nhất, đó là người đã kết hôn theo đúng quy định của pháp luật và hôn nhân đang tồn tại là chưa chấm dứt. Đã kết hôn theo đúng pháp luật á, là phải hiểu là cái việc kết hôn của họ thỏa mãn quy định về luật nội dung là luật hôn nhân gia đình về điều kiện kết hôn, đồng thời thỏa mãn pháp luật về hình thức là pháp luật về hộ tịch, hồ sơ, giấy tờ, chữ ký các kiểu. Đó là kết hôn theo đúng quy định của pháp luật. Và việc kết hôn này á, là nó vẫn còn duy trì, chưa có cái minh thị rằng là hôn nhân của họ đã chấm dứt. Nói khác hơn là chưa có cái sự kiện chết, chưa có sự kiện ly hôn và ta xác định cái thời điểm chấm dứt hôn nhân. Vì đương nhiên trường hợp này là mình phải xác định là người đang có vợ có chồng chứ. Không thể nói là người đã kết hôn theo đúng quy định của pháp luật là phải được xác định là người đang có vợ có chồng được. Bởi vì tôi kết hôn theo đúng luật nhưng sau đó vợ tôi chết hoặc chồng tôi chết rồi. Hay là chúng tôi ly hôn rồi, bây giờ xác định tôi đang là người đang có vợ, không cho tôi kết hôn với người khác là vi phạm pháp luật ngại. Cho nên các bạn lưu ý ta phải kết hợp cả hai cái tiêu chí này, hai cái điều kiện đó là kết hôn đúng luật rồi mà hôn nhân chưa chấm dứt. Hôn nhân chấm dứt do sự kiện chết hoặc là do sự kiện ly hôn. Đó là căn cứ thôi. Còn cái thời điểm chấm dứt hôn nhân là bữa nào ta sẽ bàn nữa. Chứ không phải cứ nói chết, ly hôn là nó chấm dứt đâu. Đó là căn cứ thôi. Hai cái căn cứ pháp lý.
dẫn đến hôn nhân chấm dứt, chết, ly hôn. Và thời điểm chấm dứt hôn nhân đối với chết ly hôn là khác nhau, nó có ba cái hoàn cảnh khác, bữa sau ta sẽ bàn tới. Đó là nhóm thứ nhất, người đang có vợ có chồng ha. Bây giờ nhóm thứ hai, nhưng đằng sau đây đúng hay sai, tại sao? Người chưa từng kết hôn cũng có thể được xác định đang có vợ có chồng. À không, câu đó dễ nhỉ, câu khó hơn xíu. Nhưng đằng sau đây đúng hay sai, tại sao? Người chưa từng kết hôn cũng có thể không có quyền kết hôn theo pháp luật thực định. Theo pháp luật thực định thì người chưa từng kết hôn cũng có thể không có quyền kết hôn. Rồi mời các bạn trả lời nè. Nhật Duy, mời em. À, thưa cô thì coi đây là câu nhận định người chưa từng kết hôn hoặc không có quyền kết hôn thì Cũng có thể, cũng cũng có thể. có thể là không có quyền kết hôn, thì đây là câu nhận định đúng mà, bởi vì họ không đảm bảo về độ tuổi, ý chí và sự tự nguyện quy định tại điều 8, họ không đảm bảo được cái điều kiện kết hôn thì không có quyền kết hôn à. Vậy cô đặt ra câu hỏi tiếp luôn nha. Ví dụ cô loại trừ những cái ý em vừa trình bày đi. Dạ. Duy trả lời rằng là đúng, bởi vì cái người này họ không thỏa mãn quy định về cái độ tuổi tự nguyện, hay là sức khỏe tâm thần vân vân, thì họ cũng chưa kết hôn thì họ không có quyền kết hôn là đương nhiên rồi. Đó là ý của bạn Duy. Vậy thì cô đặt ra câu hỏi các cái Duy tiếp tục nè. Nhưng đến sau đây đúng hay sai, tại sao người chưa từng kết hôn dù thỏa mãn quy định về độ tuổi sự tự nguyện, không mất năng lực hành vi dân sự, đồng thời không thuộc trường hợp cấm kết hôn quy định ở cái điểm A, B, D khoảng 2 điều 5 luật 14. Đó Duy. Ôi này Duy nói như vậy bây giờ Dạ. cũng loại trừ luôn rồi. Dạ thưa cô thì đây là đúng ạ. Bởi vì căn cứ theo và điểm D khoảng 1 điều 8 luật hôn nhân thì Điểm C, điểm C chứ không phải điểm D. dạ thì điểm quy định tại điểm C khoảng 2 điều 5 luật này thì dùng cụ thể là người đang có vợ có chồng sẽ không có quyền kết hôn, hay là người chưa có vợ có chồng cũng không được kết hôn với người đã có chồng có vợ, vì điều này là vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng mà. Em lưu ý cái cụm thuật ngữ thuộc ngữ con nêu chưa từng kết hôn em ạ. Chưa từng kết hôn thì họ không có quyền kết hôn với người mà đã có chồng có vợ có chồng mà, họ họ bởi vậy pháp luật không có ý định họ sẽ nghiêm cấm bởi những người mà chưa từng kết hôn, mà họ sẽ có ý định họ sẽ kết hôn với người khác là đã có vợ có chồng rồi thì pháp luật không có ý định như vậy. Thế có cái trường hợp nào mà chưa từng kết hôn mà được xác định là đang có vợ có chồng, em có thể này phân tích hơn được không? Cho một ví dụ, nói chung là cho ví dụ đi cho nó dễ. Cho hai ví dụ coi. Phải có ví dụ nó mới hiểu được. Có vợ có chồng Trước mặt cái kia, nhóm thứ hai đó. Mời Khánh. Cảm ơn Duy. Mời Khánh. là em cho ví dụ là ví dụ như là hai vợ chồng kết hôn Sao lại vào hai vợ năm chồng chứ? Đừng nói hai vợ chồng. hai hai người nam nữ chung sống với nhau trước trước năm vào năm 1987 Cụ thì thể luật chứ không phải họ là nói là trước 3 tháng 1 1987. Ê, bởi vì chỉ cần xê dạ dịch một ngày, ngày mùng 2 là nó khác liền nghe. dạ Ngày dạ ngày dạ là cái họ không cần phải đăng ký kết hôn, họ chỉ cần chung sống như vợ chồng thì cũng xác định là họ là vợ chồng. Rồi thêm một ví dụ nữa cho giống như này Duy nói, nhưng mà Duy nó chưa phân tích, Khánh chưa phân tích ấy thôi. Duy chưa phân tích kỹ thôi. Dạ rồi ví dụ như là Cái điểm C em, điểm C khoảng 2 điều 5. Tại dạ vì cô đến đã, cô loại trừ cái đó ra thì chúng ta phải nhắm vào cái điểm C đó, xem cái điểm C đó nó quy định như thế nào.
Cụ thể ở đây là gì? Ví dụ cho. Cho ví dụ thôi. Cho ví dụ là nó hiểu luật rồi. Dạ, ví dụ như là ông A đang có ông A là độc thân mà kết hôn với bà, ông A là độc thân mà đến kết hôn hoặc chung sống với bà B là có chồng thì cũng không được. Ừ, cảm ơn em. Dạ. Hôm nay lớp trưởng có đi không? Dạ có. Tại vì cô cũng không có cái danh sách lớp, chắc là tuần sau cô mới sang trường á. Đáng đáng là dịch bệnh mỗi lần qua bên đó cũng sợ lắm chứ. Em mới cô mới lấy danh sách được thôi. Em có danh sách lớp không? Dạ có, cô đã tí đem gửi ra luôn. Nhưng mà trước mắt thì bây giờ những cái buổi học là cô nhờ em luôn. Thì có thể là vì chúng ta cô có thể là tách một buổi để mà chốt lại lý thuyết rồi là ôn thôi, chứ không phải là tách ra để thảo luận. Nên là cô cũng có khuyến khích cái điểm để mà tính cái điểm quá trình cho các bạn ha. Nhờ em ghi, nên nếu cô nói cho điểm cho các bạn thì em cứ dấu cộng vô cho cô, sau này là kết thúc môn nộp lại cho cô được không? Khi nào vắng thì nhờ người khác làm cái đó, những cái buổi học trên lớp này nè ha, được không? Dạ. Giờ là hai người phát biểu là bằng Duy với bằng Khánh ha, và vừa rồi là Khánh đúng không? Dạ đúng Cô rồi đúng. cô. Rồi là hai bạn đó được điểm nha. Dạ vâng. Thì các bạn phân tích đó là bạn đã nhắm đến cái điểm C khoảng 2 điều 5. Cái câu tôi đưa ra này, nhưng đến sau đây đúng hay sai, tại sao người chưa từng kết hôn ha, chưa từng kết hôn bao giờ cả nha, mà cũng có thể không có quyền kết hôn dù thỏa mãn quy định về độ tuổi, sự tự nguyện, không mất năng lực hành vi dân sự, đồng thời không thuộc trường hợp cấm kết hôn quy định ở cái điểm A, B, D. Như vậy thì điểm C có loại đấy nha, A, B, D khoảng 2 điều 5 luật 14. Thì câu trả lời của các bạn ở đây thì mỗi bạn mỗi ý khác nhau, ta gộp lại thôi. Nó cũng chưa thực sự là hoàn hảo đâu, nhưng mà đã có ý gần hiểu được, biết cái cách đi rồi đấy. Các bạn cho rằng là đúng, bởi vì theo cái điểm C khoảng 2 điều 5 luật 14 thì cấm một người đang có vợ hoặc là đang có chồng mà kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng với người khác. Mà người đang có vợ có chồng, cô đang nói là người đang có vợ có chồng nghe. Bởi vì nó cấm người chưa chồng chưa vợ hoặc là đang có vợ có chồng, nhớ hai cái nhóm đối tượng trong cái điểm C khoảng 2 điều 5 nó cấm là người đang có vợ có chồng này và người chưa chồng chưa vợ. Bây giờ cô phân tích nhóm đang có vợ có chồng trước. Cấm một người đang có vợ hoặc là đang có chồng mà kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng với người khác. Mà người đang có vợ có chồng theo khoảng điểm B khoảng 4 điều 2 thông tư liên tịch 01 năm 2016 có thể là những cái người chưa từng đăng ký kết hôn. Đó là người xác lập quan hệ vợ chồng trước ngày 3 tháng 1 năm 1987, chưa đăng ký kết hôn nè. Cái câu của ta đây ngày mai phải không ạ? Chưa đăng ký kết hôn và chưa có sự kiện chết, chưa có sự kiện ly hôn thì những cái người đó được xác định là đang có vợ có chồng. Vì ta xác định họ đang có vợ có chồng, do vậy họ không có quyền kết hôn hay sống chung như vợ chồng với người khác. Thì đó là mới một cái nhóm đối tượng trong cái điểm C khoảng 2 điều 5 thôi. Còn một nhóm đối tượng độc thân nhưng mà pháp luật không cho phép họ vui tính. Tiếp tục này. Mặt khác, theo điểm C khoảng 2 điều 5 luật 14 thì cấm một người là chưa có vợ, chưa có chồng, mở ngoặc đơn, chưa đăng ký kết hôn đóng lại, mà kết hôn hay sống chung như vợ chồng với người mà mình biết là có chồng có vợ. Ở đây được chưa? Đó là sơ bộ để cái câu nhận định để chúng ta đi thôi. Bây giờ cô phân tích vì sao mà có cái nhóm đối tượng thứ hai này đây nè. Đó là người chưa đăng ký kết hôn mà lại được xác định là người đang có vợ có chồng ấy. Còn cái nhóm thứ hai nó quá rõ rồi. Vì sao có những cái đối tượng chưa từng kết hôn mà được xác định là họ đang có vợ có chồng? Quy định ở cái thông tư liên tịch 01 năm 2016 này là tạo cái sự đồng bộ với nghị quyết 35 và thông tư 01. Hôm đầu tiên ta đã nói tới nghị quyết 35 và thông tư 01 về cái gì biết không? Hôn nhân thân thực tế.
vì ta có cái cơ chế hôn nhân thực tế là những cái trường hợp mà trên thực tế họ không đăng ký kết hôn do điều kiện hoàn cảnh lịch sử đất nước mà họ sống chung như vợ chồng với nhau thôi. Vậy thì đảm bảo lợi ích của các cái bên á, thì pháp luật thừa nhận họ có quan hệ vợ chồng hôn nhân thực tế. Vì thừa nhận như vậy rồi á, thì sang cái thông tư liên tịch 0116 thì chúng ta phải xác định một cái nhóm đối tượng như vậy chứ. Như vậy không còn nghi ngờ gì, cái nhóm đối tượng thứ hai này được dữ liệu ở văn bản này, thông tư 16 là để phù hợp với hôn nhân thực tế. Nhưng cô lưu ý, hôn nhân thực tế trong nghị quyết 35 và thông tư 01 nó có hai nhóm lớn nha. Về cái thời điểm sống chung như vợ chồng mà được công nhận hôn nhân thực tế là chỉ có thể là trước 1 tháng 1 năm 2001. Và trước 1 tháng 1 năm 2001 thì chúng ta phải xem tiếp xem họ là sống trước 3 tháng 1 1987 hay là từ 3 tháng 1 1987 đến 31 tháng 12 năm 2000, tức là trước 1 tháng 1 năm 2001. Nó có hai nhóm như vậy. Bữa sau ta sẽ bàn về hôn nhân thực tế rõ hơn, nhưng mà bây giờ vì để cho các bạn khỏi có thắc mắc á, nói tại sao hôn nhân thực tế mà chỉ bàn cái nhóm là trước 3 tháng 1 1987 thôi, cho nên cô phải lý giải là vì vậy đó. Vì là hôn nhân thực tế cái nhóm đầu tiên trước 3 tháng 1 1987, như quan điểm của Duy lúc này có phân tích là khuyến khích đăng ký kết hôn thôi, không buộc đăng ký kết hôn. Nếu họ thỏa mãn cái dấu hiệu về hôn nhân thực tế trước 3 tháng 1 1987, sống chung như vợ chồng, liên tục sống chung với nhau vân vân, thì được, không vi phạm điều kiện kết hôn của luật 59, thì lúc đó là họ được coi là hôn nhân thực tế. Đăng không đăng kể ta vẫn là vợ chồng của nhau rồi đó, được chưa? Và khi xác định là có quan hệ vợ chồng rồi, mặc dù trên thực tế chưa đăng, thì một ngày đẹp trời họ đi đăng với người khác thì ai chấp nhận? Đăng với cái chính mình, cái người mình sống chung mới tốt. Cho họ chưa đăng mà sống chung với nhau, một ngày đẹp trời họ đi đăng, đăng tức là đăng với nhau, hai người này đăng ký thì mình mừng, mình chấp nhận liền. Nhưng một trong hai bên đi đăng với người khác là không cho, vì vi phạm pháp luật ngay. Lúc đó họ là hôn nhân thực tế mà, được không ạ? Nhưng mà nhóm thứ hai là nó khác với cái nhóm này. Đó là luật đặt ra một cái nghĩa vụ để buộc họ phải đi đăng ký kết hôn nếu họ đủ điều kiện kết hôn. Những cái người này họ sống trong cái giai đoạn mà luật 86 có hiệu lực. Còn nhóm này ấy, là sống trong cái giai đoạn là luật 86 chưa có hiệu lực, trong giai đoạn luật 59 có hiệu lực trở về trước, nhớ chưa? Nhóm này già cả lớn tuổi rồi, không buộc họ phải đi đăng ký cả, khuyến khích tuổi. Còn cái nhóm thứ hai ấy, là sống trong giai đoạn luật 86 có hiệu lực, là từ 3 tháng 1 1987 đến trước 1 tháng 1 năm 2001. Tới đó thôi nghe, không được là từ 1 tháng 1 2001 đổ đi, vì lúc đó là ta có chế tài rồi, ta có quy định rõ rồi, tức là trước 1 tháng 1 năm 2001 thôi. Thì cái nhóm thứ hai đó các bạn biết không, khác nhóm một ở chỗ họ trẻ tuổi hơn và cần kề luật 2000. Cho nên nghị quyết 35 không đương nhiên được thừa nhận họ là hôn nhân thực tế, mà thừa nhận là hôn nhân thực tế là có điều kiện. Ở đây muốn được công nhận là vợ chồng thì các bên phải đăng, về nguyên tắc là như vậy. Và đăng này không phải là vô hạn mà có hạn đàng hoàng, 2 năm từ khi luật 2000 có hiệu lực. Luật 2000 có hiệu lực là 1 tháng 1 năm 2001, và ta buộc họ phải đăng ký kết hôn là đến 1 tháng 1 năm 2003. Sau thời hạn này mà còn rong chơi mê mải thì nghỉ chơi luôn, là không công nhận hôn nhân thực tế nữa. Như vậy rõ ràng cái nhóm thứ hai này các bạn thấy này, đến thời điểm này đâu được phép đi đăng nữa đâu. Cho nên trong cái nghị thông tư 01/16 này đã loại trừ cái nhóm thứ hai đi rồi. Không cần thiết, nhưng không có nghĩa là chúng ta có quyền quên cái nhóm thứ hai đi. Tóm lại những cái nhóm thứ hai đó mà hiện nay họ không đăng ký kết hôn thì coi như là không công nhận là vợ chồng thôi, bởi vì đã quá hàng lâu rồi, được chưa nào? Như vậy thực ra là hôn nhân thực tế nó có hai nhóm. Bài học sau cô sẽ phân tích rất là kỹ. Nhưng trong cái thông tư 01/16 chỉ ghi nhận nhóm hôn nhân thực tế một thôi, là vì những cái nhóm này là ta khuyến khích mời gọi, không đặt ra hàng đình đăng ký. Bây giờ họ còn sống, họ chống gầy lò mò đi đăng thì ta cũng đi đăng ký kết hôn cho họ, hay là họ ly thì chúng ta giải quyết cho ly, vân vân các kiểu, vì đây là hôn nhân thực tế. Bây giờ cô phân tích cái nhóm hôn nhân thực tế này nè. Xác lập quan hệ vợ chồng là sao? Là phải thỏa mãn dấu hiệu thứ nhất, sống chung như vợ chồng.
Chứ bây giờ gặp nhau là năm 1980 trên chuyến tàu tốc hành, phát sinh tình cảm đùng và quan hệ tình dục, sau đó bà B có con, rồi ông A khai sinh cho con. Họ có phải là hôn nhân thực tế không? Tôi xin khẳng định không. Xác lập quan hệ vợ chồng này phải hiểu là sống chung như vợ chồng. Mà thua một trong bốn cái dấu hiệu để ta xác định là sống chung như vợ chồng là nó quy định ở cái điểm D 12 thông tư liên tịch 0116. Bữa nào cô sẽ cho văn bản lại phần hôn nhân thực tế, cô sẽ giới thiệu lại nha. Đừng buồn nói tại sao cô nói nhanh. Đây là giới thiệu lẽ ra không từng nói đâu, nhưng mà tôi cái tính rất là kỹ, nói trước rồi bữa nào rồi nói lại lần nữa, nói cho các bạn hiểu cái phần này luôn cái đã. Họ thuộc một trong bốn dấu hiệu ở điểm D 12 thông tư liên tịch 015201, mới coi là sống chung nhiều chồng. Thứ hai là họ khi về với nhau á, là họ không được vi phạm điều kiện kết hôn. Lúc này trước 3 tháng 1 1987 thì cái luật đang có hiệu lực điều chỉnh quan hệ của họ, điều kiện kết hôn á, là chỉ có luật 559, đúng không ạ? Cho nên là về với nhau thì không được vi phạm cái điều kiện kết hôn của luật 59. Như vậy thì nó thỏa mãn cái dấu hiệu gọi là xác lập của quan hệ vợ chồng. Về mặt thời điểm là trước 3 tháng 1 1987 và họ liên tục sống chung với nhau như vậy thì mặc nhiên thừa nhận là hôn nhân thực tế. Còn nếu họ không còn sống chung với nhau trên thực tế thì sao? Thì chúng ta có một cái quy định rất là mới mẻ, đó là năm 2020 gọi là án lệ 41, để cho phép cái cơ quan chức trách họ xác định là hôn nhân thực tế nó từ tiêu đi rồi. Những cái trường hợp mà có đăng trên thực tế, có đăng ký kết hôn thì không bao giờ từ tiêu cả, trừ trường hợp mà chết ly hôn thôi ha. Ly thân không có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà cái ông hôn nhân thực tế này nè, họ sống chung với nhau rồi, bây giờ trên thực tế không còn cần kề bên nhau, sống chung với nhau như vợ chồng nữa, thì coi như hôn nhân nó chấm dứt luôn. Tinh thần này nó đặt ra ở án lệ 41 năm 2020, hôm nào cô sẽ cho. Thì đó, phân tích như vậy. Bây giờ tôi cho ví dụ cho nó dễ hơn này. Ông A cưới bà B năm 1980. Khi cưới nhau, họ không vi phạm điều kiện kết hôn của luật 59. Năm 2021, mặc dù đang sống chung với bà B, nhưng ông A liều mạng nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với bà C. Ta làm sao? Từ chối cái con gì nữa. Là vì lúc này ông A là người đang có vợ. Vì sao ông A? Ta xác định ông A có vợ. Vì ông A đã cưới bà B. Và khi cưới bà B thì ông A không vi phạm điều kiện của luật 59. Và cái thời điểm cưới này là năm 80, tức là trước 3 tháng 1 1987. Rồi đây là hôn nhân thực tế, sống chung với nhau liên tục như vậy. Phải không ạ? Cho nên là ông A là người đang có vợ mà kết hôn với bà C là vi phạm pháp luật. Được chưa ạ? Rồi bây giờ nhóm thứ ba, người đang có vợ có chồng có thể thuộc cái nhóm đối tượng là kết hôn trái luật nhưng được tòa án chuyển hóa sang công nhận là hôn nhân trong quá trình giải quyết cái quan hệ đó. Giải quyết nó là hủy đấy. Kết hôn trái luật thì bị hủy và người ta nộp đơn yêu cầu hủy cái quan hệ này đi, nhưng mà tại thời điểm giải quyết hủy, các bên cái yếu tố cản trở cho hôn nhân đã đi qua. Hoặc là cái trường hợp vi phạm là do hoàn cảnh lịch sử đất nước để lại mà họ vi phạm thôi, thì lúc này tòa thay bằng hủy theo cái yêu cầu, thì tòa không có hủy mà lại chuyển sang công nhận hôn nhân. Và cái thời kỳ hôn nhân của các cái vị này sẽ được tính từ khi các bên không còn vi phạm điều kiện kết hôn trên thực tế nữa. Và những cái vị này đương nhiên từ cái thời điểm đó, từ thời điểm thực tế không còn vi phạm nữa, thì coi như là người đang có vợ có chồng. Cái phán quyết này được tòa án tuyên sẽ được gửi cho cái ủy ban nhân dân nơi mà các bên đã kết hôn trái pháp luật, để người ta ghi chú vào sổ hộ tịch để thừa nhận cái tư cách vợ chồng, họ là đang có vợ có chồng từ thời điểm nào. Như vậy nè, các bạn thấy nè, ba cái nhóm đối tượng này ta xác định là người đang có vợ có chồng, họ có thể thuộc những cái nhóm đối tượng này. Nhóm 1 kết hôn đúng luật, hôn nhân đang tồn tại. Nhóm 2 chưa từng kết hôn bao giờ cả, nhưng mà được thừa nhận là hôn nhân thực tế, quy định cho phù hợp với hôn nhân thực tế. Còn nhóm 3 này là kết hôn trái luật, đúng không? Nhóm 1 kết hôn đúng luật, còn nhóm 3 kết hôn trái luật. Nhưng trong quá trình xử lý cái việc kết hôn trái luật này, tòa án chuyển hóa sang công nhận là vợ chồng khi thỏa dấu hiệu của pháp luật, tức là cho phép thừa nhận đó.
và họ được xác định là đang có vợ hoặc là đang có chồng từ cái thời điểm mà họ không còn vi phạm điều kiện kết hôn trên thực tế nữa. Bây giờ tôi cho ví dụ đi. Ông A là người đang có vợ là bà B. Thế nhưng năm 2016, ngày 2 tháng 2 năm 2016, ông A tiếp tục kết hôn với bà C. Ông A bày rồi. Ông A với bà C đã bày là vi phạm cái điểm C khoảng 2 điều 5. Thì ông A đang có vợ được chưa? Như vậy đây là cái hành vi kết hôn trái pháp luật. Và đến năm 2018 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ yêu cầu tòa án hủy hôn nhân của ông A với bà C. Hội Phụ nữ có quyền theo cái điều 10 luật 14. Nên hội yêu cầu tòa hủy giùm đi cái quan hệ của ông A với bà C là vi phạm một vợ một chồng. Để xử lý bằng tay giùm cho một cái. Bây giờ tòa án thụ lý theo yêu cầu Hội Phụ nữ và giải quyết theo cái loại việc dân sự. Trong quá trình giải quyết, ông A với bà B khẩn thiết đề nghị công nhận quan hệ của họ. Họ đưa ra một cái bằng chứng chứng minh là quan hệ của ông A với bà C đã chấm dứt, bà B đã chấm dứt rồi. Đó. Và cụ thể là năm 2019, bà B chết. Như vậy thì năm 2021, Hội Phụ nữ yêu cầu tòa án xử lý cái quan hệ của ông A với bà C, nhưng mà hiện nay yếu tố cản trở hôn nhân một vợ một chồng của A C đã đi qua rồi. Dù kết hôn này là trái luật nhưng mà hiện nay không cần thiết phải hủy hôn đi. Và cái tinh thần ở đây là rất là nhân văn ở chỗ là thể theo yêu cầu của cái đương sự trong khuôn khổ pháp luật. Đương sự có yêu cầu mới được và có cái chứng cứ minh chứng là yếu tố cản trở hôn nhân đi qua. Lúc này tòa án sẽ ra cái phán quyết không chấp nhận yêu cầu hủy hôn của Hội Phụ nữ đối với AC, công nhận quan hệ vợ chồng của AC. Thời kỳ hôn nhân phải ghi rõ nha, thời kỳ hôn nhân của AC ngày 2 tháng 2 năm 2019. Tôi lấy ví dụ như là bà B chết là ngày 2 tháng 2 năm 2019 nha. Và cái thời điểm chết là thời điểm chấm dứt hôn nhân luôn. Chết tự nhiên. Cho nên ta lấy cái mốc là quan hệ ông A với bà C là vợ chồng của nhau. Là người ông A là người đang có vợ, bà C là người đang có chồng là ông A đó. Là thời điểm hôn nhân của họ chính thức được ghi nhận trên thực tế là ngày 2 tháng 2 năm 2019. Dựa vào cái thời điểm mà quan hệ của A và B chấm dứt về mặt pháp lý. Như vậy là sẽ có ba cái nhóm đối tượng là người đang có vợ có chồng, và hiện nay thì cái thông tư 01/16 đã bổ sung cho cái nhóm thứ ba này này, trước đây thì không có quy định đâu ha. Đồng thời nhóm thứ hai này bị rút mất một cái nhóm hôn nhân thực tế ở cái giai đoạn mà họ sống chung trong giai đoạn luật 86 có hiệu lực á, rút đi thì tôi cho là cũng là phù hợp, nhưng mà điều này chúng ta vẫn phải nhớ đến cái nhóm đối tượng đó, các cái tiêu chí để xác định. Đưa lên để nãy giờ nói như vậy, giờ đưa lên lại lần nữa để các bạn thấy hình dung nè. Và sau này sẽ có một cái phần về hôn nhân thực tế lại một lần nữa. Nghe. Lý giải này là vì lý do ta có một cái nhóm đối tượng thứ hai, người đang có vợ có chồng chưa từng đăng ký kết hôn, cho nên cô phải nói vậy đó. Không đăng ký kết hôn mà vẫn xác định đang có vợ có chồng. Điều này nó phụ thuộc vào cái việc họ sống chung với nhau như vợ chồng khi nào. Đây, phải từ này này. Từ đây nha các bạn, trước 1 tháng 1 năm 2001 mới có khái niệm về hôn nhân thực tế. Dứt khoát là như vậy. Ta phải lấy cái thời điểm này đổ về trước và kéo dài sau đây. Nó có thể có hai nhóm thôi. Vì ta lấy trước 1 tháng 1 năm 2001 cho nên cái thời điểm mà họ sống chung ở đây có thể là trước 3 tháng 1 1987 hoặc là từ 3 tháng 1 1987 đến trước 1 tháng 1 năm 2001. Hôn nhân thực tế là gì? Là những trường hợp trên thực tế không đăng ký kết hôn. Nhưng mà thỏa cái dấu hiệu ở nghị quyết 35 và thông tư 01 do hoàn cảnh sự đất nước, pháp luật mờ nhạt. Nói tới hôn nhân thực tế là phải thỏa mãn tất cả ba dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là chung sống như vợ chồng. Chung sống với nhau như vợ chồng. Cái yếu tố này nó đặt ra ở điểm D 12 thông tư 01/201.
ví dụ cưới xin gia đình hay họ cho về vân vân, à nó mới coi là sống chung như vậy. Thứ hai, việc sống chung như vợ chồng là không được vi phạm cái điều kiện nội dung điều kiện kết hôn đó, tức là ta du di cho phép họ vi phạm về hình thức họ không đăng thôi, chứ còn về mặt nội dung phải thỏa mãn. Sống giai đoạn nào thì phải thỏa mãn cái điều kiện kết hôn của luật giai đoạn đó. Tôi lấy ví dụ, họ sống chung như vợ chồng trước 3 tháng 1 1987 thì lúc này họ không được vi phạm điều kiện kết hôn của luật 59 ở đây, phải không? Còn họ sống chung trong cái giai đoạn này, ví dụ họ sống chung năm 99 thì lúc này họ không được vi phạm điều kiện kết hôn của luật 86. Như vậy chỉ có hai cái luật đó đổ về trước thôi, còn cái luật 2000 thì không được áp dụng rồi, vì chúng ta quy định rất rõ. Đó là dấu hiệu thứ hai, không được vi phạm điều kiện kết hôn ha. Và dấu hiệu thứ ba là về mặt thời điểm phải là trước 1 tháng 1 năm 2001. Tuy nhiên nhóm thứ nhất trước 1 tháng 1 năm 2001, nhưng mà nếu sống chung như vợ chồng trước 3 tháng 1 1987 thì các cái nhóm đối tượng đó đương nhiên được công nhận là vợ chồng. Vì sao? Vì ở đây nè, là nhà lập pháp không đặt ra cái thời hạn để mà cho các bên đăng ký kết hôn. Việc đăng ký kết hôn của họ là được mời gọi, được khuyến khích, mời gọi khuyến khích vô thời hạn luôn, được chưa? Cho nên là những cái nhóm này đương nhiên vẫn được thừa nhận là hôn nhân thực tế nếu thỏa mãn dấu hiệu. Ví dụ A bà B cưới nhau năm 80, không vi phạm điều kiện kết hôn của luật 59, họ sống chung với nhau liên tục như vậy. Năm 2021 ông A chết, bà B đương nhiên được thừa kế. Năm 2021 hai người nộp đơn ly hôn, đương nhiên tòa án thụ lý giải quyết cho ly hôn. Năm 2021 ông A kết hôn với bà C, không giải quyết. Nhóm thứ hai này nó sống trong cái giai đoạn trước 1 tháng 1 năm 2001, nhưng mà trong giai đoạn luật 86 có hiệu lực nha. Đây, nhóm này khác nhóm này ở chỗ là họ trẻ tuổi hơn và cần kề cái luật 2000 đây này. Vì cái luật 2000 có hiệu lực một cái thì chúng ta đã có cái tinh thần về hôn nhân thực tế liền. Trẻ tuổi hơn cần kề luật 2000. Cho nên nghị quyết 35 ở điểm B13 quy định nhóm này khác nhóm 1 ở chỗ là phải thực hiện nghĩa vụ mới được. Phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký kết hôn nếu mà đủ điều kiện kết hôn ha. Và thời hạn cho phép để thực hiện cái nghĩa vụ của họ là 2 năm thôi. Từ khi luật 2000 có hiệu lực. Đây nè, luật 2000 có hiệu lực là 1 tháng 1 năm 2001. Và ta tính đến đây là 1 tháng 1 năm 2003. Thì cái luật cũng quy định tiếp này, trong thời hạn này anh thực hiện nghĩa vụ nhưng mà không thực hiện thì sao? Mà có nộp đơn xin ly hôn thì tòa án sẽ thụ lý quy định của luật 2000, vì lúc này luật 2000 có hiệu lực nha, để giải quyết cho họ ly hôn. Như vậy quy định của luật ở đây là thừa nhận hôn nhân thực tế ở góc độ là ngầm định thôi, chứ không là tôi thừa nhận là hôn nhân thực tế gì cả. Chỉ quy định là trong thời hạn này chưa đăng ký kết hôn mà lại nộp đơn ly hôn thì tòa án thụ lý áp dụng quy định của luật 2000 để giải quyết cho ly. Tức là vẫn thừa nhận hôn nhân thực tế nếu có sự kiện chấm dứt hôn nhân đến hết 1 tháng 1 năm 2003 trong hàng này đây, cái hàng màu vàng đó các bạn nhé. Nhưng mà trong thời hạn này họ có thể đăng ký kết hôn thì chúng ta đăng bình thường thôi, đăng vào thời kỳ hôn nhân sẽ tính trong hàng cho người ta. Tôi lấy ví dụ ông A với bà B họ cưới nhau năm 1999, họ không vi phạm điều kiện kết hôn của luật 86, như vậy đã thỏa ba dấu hiệu là thứ nhất cưới, thứ hai không vi phạm điều kiện kết hôn của luật 586, được chưa này? Và thời điểm là tôi nói năm 99, tức là từ 3 tháng 1 1987 đến trước 1 tháng 1 2001. Như vậy ta đã có cái cơ sở để ứng định cái điểm B13 nghị quyết 35, thì các vị này đề nghị các vị đăng ký kết hôn đến 1 tháng 1 năm 2003 tới đây. Trên thực tế họ chưa kịp đăng mà lại nộp đơn ly hôn, ví dụ năm 2002 chưa đăng gì cả, nộp đơn ly hôn tòa thụ lý giải quyết cho liền, được chưa nào? Năm 2002 thậm chí là ngày 1 tháng 1 năm 2003 luôn, ông A chết, bà B phát sinh quyền thừa kế. Năm 2002 họ đăng ký kết hôn thì thời kỳ hôn nhân sẽ được tính năm 1999 cho họ ghi mặt sau, mặc dù là ngày tháng năm đăng là năm 2002, còn cái thời kỳ hôn nhân là ghi mặt sau của giấy chứng nhận kết hôn ha, đó là 1999 cho họ để bảo lệ về lợi ích của họ là tài sản các bạn ha. Nó liên quan đến câu chuyện tài sản hay là con cái, xác định cái thời kỳ hôn nhân cực kỳ quan trọng. Ta xác định sai là
sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các bên. Còn sau thời hạn này, tức là ngày từ ngày 2 tháng 1 năm 2003 đổ đi, các bên mà không đăng ký kết hôn thì vứt hết, coi như là phủ nhận sạch trơn luôn, không có thừa nhận. Nói chung nhóm thứ hai này, ta có thừa nhận hôn nhân thực tế là trong hạn nếu có cái sự kiện chấm dứt hôn nhân trong hạn thôi. Còn ngoài thời hạn này mà còn rong chơi mê mãi, vẫn không thực hiện hành vi đăng ký kết hôn thì phủ nhận về hôn nhân thực tế. Và tôi cũng xin báo cáo các bạn là khi chúng ta thông qua cái luật 14 á, thì Bộ Tư pháp cũng có báo cáo thẳng luôn. Và chúng tôi có số liệu cho thấy các cái địa phương ra soát là tồn đọng là 300.000 trường hợp cái nhóm thứ hai này các bạn này. Sống chung như vợ chồng trong giai đoạn luật 86 có hiệu lực, ta ra soát lên danh sách để đăng mà đăng không có kịp. Như vậy tồn đọng 300.000 trường hợp mà không đăng được thì vứt luôn đấy, phủ nhận sạch trơn. Đây là cái nhóm đối tượng thứ hai này, bỏ tay nhìn chồng cưới vợ. Chữ chồng này là tôi đặt trong một kẹp thôi chứ con bảo giới nó đặt trong một kẹp là sai. Rồi đặt vô để ta ngầm hiểu với nhau là à, đây là không phải là chồng gì hết. Cái tình tiết này các bạn thấy bà Nga với ông Hoa này là sống ở Tiền Giang. Và cái thời điểm họ sống với nhau là 1992 nghe. Họ có con. Ba đứa con thì ông này ông đứng tên cho hai đứa này. Bà này cầm hai tờ giấy này, hai cái sinh. Tên là cha mẹ con trong này. Còn một đứa thứ ba thì ông này ông tính toán như thế nào trong đầu rồi. Cho nên là ông cũng đứng. Mà bà Hoa bà cũng không ngờ tới. Thì khi làm ăn thất bại thì bà Hoa từ Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh bán vé số. Thì ở nhà, ở dưới quê thì ông Hoa đã tiến hành kết cưới thôi, lúc đó mới cưới người khác cơ. Bà này quay trở về và đề nghị cơ quan chức năng giúp sức. Và bà minh chứng là bà chính là vợ đấy. Tại sao để cho ông ấy ông lộng hành như vậy? Nhưng mà cơ quan chức năng là phải bỏ tay thôi. Bỏ tay là vì bà Hoa không phải là vợ của bà Nga, không phải là vợ ông Hoa. Ông Hoa không phải là người đang có vợ. Tại thời điểm ông cưới người khác hay là ông sống chung, ông kết hôn với người khác, giả thiết về đi nữa. Và hai cái giấy thí sinh này là cái minh chứng cho một cái quan hệ cha con mẹ con, chứ không phải quan hệ vợ chồng. Bà Hoa chứng minh sai rồi. Bà nghĩ đây là vợ chồng, phải sinh đâu phải là vợ chồng đâu, cha con mẹ con thôi. Có những trường hợp này là cái quyền lợi của bà Hoa, bà Nga rõ ràng là nó bị ảnh hưởng rồi đấy. Và các bên nếu không thực hiện cái nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong hàng định đúng quy định của luật đó, thì rõ ràng họ đã tước mất đi cái lợi ích của mình thôi. Không còn cách nào khác nữa ha. Thì đó là cái vấn đề mà tôi cũng muốn bàn để các bạn thấy là đối với các cái trường hợp này là về vấn đề hôn nhân thực tế, nhóm thứ hai hiện nay không có bàn luận nữa là hoàn toàn hợp lý, thì chúng ta chỉ ghi nhận đến 1 tháng 1 năm 2003 mà thôi. Về câu chuyện mà thừa nhận là đã thêm một số quốc gia thì đó là câu chuyện của các cái quốc gia, mình cũng bàn luận gì sâu đậm hơn, bởi vì như tôi đã nói là pháp luật là cuộc sống thôi. Một số quốc gia ví dụ như là Indonesia chẳng hạn, cái tỷ lệ dân số về theo đạo giáo nó cao, thì nó có thể có hai cái hệ thống pháp luật của nhà nước và pháp luật của tôn giáo. Và theo đó pháp luật tôn giáo nó thừa nhận đã thế, người đàn ông có thể có hai vợ. Ví dụ ở Cộng hòa Nam Phi, người tổng thống mà có 3-4 bà vợ cơ mà. Nhưng mà pháp luật Việt Nam thì chỉ công nhận hôn nhân một vợ một chồng. Bây giờ tôi chuyển sang cái điểm D khoảng 2 điều 5. Và các bạn đọc cái điều 3 ở khoảng 17 và khoảng 18 để thấy cái việc giải thích về cái quan hệ trực hệ ba đời. Quan hệ trực hệ ở khoảng 17 điều 3, quan hệ ba đời ở khoảng 18 điều 3 luật. Cấm người có quan hệ thích thuộc, thân thích thích thuộc đó, tức là quan hệ trực hệ, quan hệ ba đời, hay là quan hệ cha mẹ con do hôn nhân, cấm họ kết hôn với nhau, cấm họ sống chung như vợ chồng với nhau, cấm song song hai dạng hành vi như vậy. Bây giờ lần lượt
cấm người có quan hệ trực hệ hoặc là có quan hệ họ ba đời kết hôn hay sống chung như vợ chồng. Cái bộ học đầu tiên là bàn đến cái người có quan hệ trực hệ hay là quan hệ ba đời ha. Cả nhóm này á, là những cái cá nhân này họ có quan hệ huyết thống tự nhiên cái gì nữa, cùng dòng máu huyết thống tự nhiên, nhưng mà xác định là trực hệ khác với xác định là ba đời. Nếu như ta xác định người có quan hệ trực hệ là xác định theo dòng thẳng, và người này sẽ trực tiếp sinh ra người kia kế tiếp nhau, thì ngược lại xác định quan hệ huyết thống theo đời thì ta xác định theo dòng bên này. Trực hệ là ta xác định đây, từ đây cái này ra đây, AB sinh ra CD, CD C lớn lên trưởng thành kết hôn với C1 chẳng hạn thì sinh ra G. Đấy, như vậy thì đây là chính là quan hệ trực hệ, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau ha. Nhưng mà xét về người có quan hệ huyết thống bàn hệ là đời đó, thì ta sẽ tính ví dụ A đối với B, C đối với D, G đối với H chẳng hạn. Thì những cái người này họ không thể sinh ra nhau được, nhưng mà họ có cái mối liên hệ cùng một cái dòng máu, tức là xuất phát từ cái gốc mà ra. Thì đó chính là cái đời ha. Quan hệ trực hệ là cái quan hệ giữa A hoặc B với C. Thế là quan hệ gì? Cha con, mẹ con. A hoặc B với G, đây là quan hệ gì? Ông bà đối với cháu. Như vậy pháp luật cấm cha kết hôn với con gái hoặc sống chung với vợ chồng với con gái, mẹ kết hôn hoặc chung sống với vợ chồng với con trai, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với cháu trai gái nội ngoại. Cái thực tế thì tôi chưa thấy nữa, chưa thấy họ kết hôn. Thì các cái dạng hành vi khác, ví dụ như là cha hiếp dâm con, cái vụ ông Đậu ở dưới Sóc Trăng, 39 tuổi hiếp dâm con gái 16 tuổi có bầu, sau đó thấy nhục nhà quá, lo sợ và đời con đi chơi khuya, đi chơi đêm về, bé hay đi chơi lắm, ông rừng ở cái cầu kênh đêm đó sáng trăng, và ông đẩy con đẻ của mình xuống cái dòng kênh, ông lấy đảo ông nhận cho nó chết luôn. Thì lúc đó đứa con trai đi cũng đi chơi về buổi đêm mà phát hiện, và sau đó là khi mọi người đến thì đã xong rồi, và giám định cái bào thai mà con ông Đậu đang mang là được 99.9% là con ông Đậu, và ta xử hai cái tội danh giết người, hiếp dâm và tử hình đó. Thì đó tôi muốn nói là cái quan hệ giữa cha con hay là mẹ con đó, trên thực tế kết hôn thì tôi không thấy, có thể thể hiện qua các cái dạng hành vi là dâm ô, hiếp dâm, cưỡng dâm các kiểu. Có các cái trường hợp các ví dụ như là một cụ bà đã cưới cháu trai 26 tuổi ở ngoài miền Bắc, vùng dân tộc thiểu số, hoặc cưới chi ấy, có phải cưới để vì vấn đề là xác lập quan hệ vợ chồng gì đâu, mà cái tâm thức thấm đậm đối với họ đó là duy trì của cải trong gia tộc. Tập quán lạc hậu dẫn đến họ ứng xử vậy thôi. Rồi bây giờ ta bàn sang cái quan hệ ba đời đi. Cộng từ cái sơ đồ này các bạn nhìn đến đây, lúc này cô bàn trực hệ là AB với C, AB với G, thế là người này sinh ra người kia kế tiếp nhau. Cho nên cái việc xác lập quan hệ vợ chồng giữa những các cái vị này á rất là nguy hại. Đương nhiên không chỉ ta đang lo ngại về cái vấn đề đạo đức, cái ứng xử trong một cái gia đình Việt Nam, mà đang lo ngại, quan ngại về cái vấn đề nguồn nhân lực con người á.
Bây giờ nhìn ở cái góc độ là ban hệ. Trước đây thì luật năm luật chế độ cũ nó sử dụng cái thuật ngữ ban hệ. Còn hiện nay thì luật hiện đại sử dụng thuật ngữ là đời. Cấm người có họ trong phạm vi ba đời mà kết hôn hay sống chung như vợ chồng với nhau. Người có họ ba đời cũng là người từ bộ mà cùng huyết thống tự nhiên, nhưng khác với cái người có quan hệ trực hệ thì quan hệ giữa những cái người này họ xuất phát từ gốc mà ra và họ không thể sinh ra nhau. Ví dụ quan hệ giữa CD, GH cũng có thể là GD, C và H, phải không? À, nếu ta tính AB là đời, là cha mẹ thì AB sẽ được xác định là đời một. C và D là tư cách của họ đối với nhau là gì đây? Anh chị em của nhau, phải không ạ? Anh em ruột, chị em ruột, anh chị em ruột. Được hiểu sao? Cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha. Họ đâu sinh ra nhau được, nhưng họ từ cha mẹ mà ra này, từ cái gốc mà ra. Và C và D, anh em ruột được tính là đời hai. Còn G và H thì sao đây? Hả? Họ thuộc anh em họ, thuộc đời ba. C và H, G và D là gì đây? Chú, bác, cô, cậu, dì, ruột. Mà trong phạm vi ba đời. Phạm vi, đấy, các bạn cứ vẽ cái vòng tròn nằm trong vào vòng này thì pháp luật không cho phép. Trước đây như luật năm chín á, ta cấm người có họ trong phạm vi bốn đời. Hay là luật giữa cái thời kỳ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu năm 1972 là cấm người có họ trong phạm vi sáu đời lớn á, mà kết hôn hay chồng chung vợ chồng. Hiện nay thì trên thực tế là khảo cứu, sẽ là góc độ khoa học, ở góc độ thực tế thì nhà lập pháp đã giới hạn lại. Đó là chúng ta chỉ cấm những cái người có họ trong phạm vi này thôi. Đây, trong cái vòng tròn này á, mà kết hôn hay sống chung như vợ chồng. Cụ thể là ta cấm là ông bà kết hôn với cháu, cha mẹ kết hôn với con, anh chị em ruột, anh chị với nhau, anh chị em họ với nhau, chú, bác, cô, cậu, dì, ruột trong phạm vi ba đời mà kết hôn sống chung và sống chung như vợ chồng. Đó là không cho phép những người có họ trong phạm vi ba đời kết hôn hay sống chung như vợ chồng. Bạn lưu ý là giới hạn ở đây là phạm vi ba đời này thôi. Bây giờ tôi lấy ví dụ ông cậu là ở đời ba, đúng không? Kết hôn với ô ở đây đi. Ô là cháu gái ở đời bốn. Pháp luật có cấm không ạ? Không hề cấm nha. Bởi vì cậu là đời ba, còn cháu ở đời bốn rồi. Nó ngoài phạm vi ba đời. Họ có quyền kết hôn với nhau. Khi ta sử dụng cái thuật ngữ là ví dụ chú bác của cậu dì ruột, tức là những người này họ cùng một cái ông bà từ đây AB này. À, nên từ cái đời bốn đỡ đi ra thôi rồi. Pháp luật không cần thiết phải điều chỉnh ứng định về cái ứng xử ràng buộc với họ nữa, có thể thực sự không cần thiết. Nhìn ở góc độ là huyết thống tự nhiên, nó không có ảnh hưởng đến cái nguồn nhân lực cho xã hội chẳng hạn. Còn lý giải vì sao mà ta cấm như vậy thì rõ ràng đã có một câu trả lời rất là minh bạch rồi. Bạn thấy ở các cái địa phương hôn nhân cần huyết không? Chúng ta giải quyết cái bài toán này rất là khó khăn, không phải là mới mẻ gì đâu. Cho nên mới có cái quy định là dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc là nguy cơ suy giảm số dân mà vi phạm chính sách dân số gia đình Việt Nam thì không có bị xử lý. Là vì vậy là do ảnh hưởng từ cái hôn nhân cần huyết. Sang về cái trường hợp cha mẹ nuôi con nuôi hay là những cái đối tượng quan hệ cha mẹ con do hôn nhân mà có. Ở đây pháp luật cũng cấm họ kết hôn hay sống chung như vợ chồng. Đối với cha mẹ nuôi với con nuôi thì các bạn lưu ý là cái quan hệ này được xác lập thỏa mãn quy định của pháp luật về nuôi con nuôi. Còn bây giờ các vị sống với nhau trên thực tế mà không đăng ký, không được cấp giấy chứng nhận hay là cái quyết định việc nuôi con nuôi thì ở góc độ pháp lý họ không phải là cha con mẹ con và không chịu sự tác động của pháp luật. Được chưa nào?
Về vấn đề hôn nhân nuôi con nuôi thực tế thì chúng ta đã có cái quy định rất là rõ trong cái luật nuôi con nuôi năm 2010 và đặt ra một cái khoảng thời gian là 5 năm đến năm 2000 đến 31 tháng 12 năm 2014 thì nghỉ, nếu mà chưa đi đăng ký nuôi con nuôi thực tế thì dẹp luôn. Cho nên lưu ý quan hệ nuôi con nuôi ở đây là có đăng ký. Và pháp luật hôn nhân gia đình quy định cấm những cái đối tượng này, những cái người có quan hệ cha mẹ nuôi với con nuôi, họ kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng ở trong hai hoàn cảnh. Thứ nhất, đang tồn tại cái quan hệ cha mẹ nuôi con nuôi. Thứ hai, từng tồn tại quan hệ cha mẹ nuôi con nuôi. Như vậy đang hoặc từng đều cấm cả. Khi cái quan hệ này đang tồn tại mà họ kết hôn hay sống chung như vợ chồng thì rõ ràng trái với bản chất của quan hệ nuôi con nuôi. Đó là quan hệ cha mẹ con lâu dài bền vững. Bản chất của nó là như vậy, bây giờ nó chuyển hóa thành cái quan hệ hôn nhân là không chấp nhận được. Nhưng nếu cái quan hệ này nó đã chấm dứt rồi thì sao? Như lúc nãy tôi đã nói giả thiết là cụ Hằng thì sống trước đây là mẹ nuôi của Giàng Allen, tòa án đã ra phán quyết cho chấm dứt quan hệ này. Bây giờ họ kết hôn có được không? Câu trả lời ở đây không. Vì trong quá khứ họ đã từng tồn tại cái quan hệ mẹ con, cha con với nhau. Quan hệ này dù giả thiết không ngõ mù tình thông đi chăng nữa, nhưng mà cũng cái quan hệ phát sinh từ cái tình cảm yếu tố tình thiêng liêng, phải nói là như vậy. Và nhà lập pháp không cho phép chuyển hóa từ cha con mẹ con sang hôn nhân, từng đang đều bị cấm. Pháp luật cấm người có quan hệ cha mẹ con phát sinh từ một cái cuộc hôn nhân, kết hôn hay sống chung với vợ chồng. Cụ thể là cấm cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng mẹ kế với con riêng của vợ của chồng kết hôn hay sống chung với vợ chồng. Lưu ý là ở đây luật chỉ cấm người từng tồn tại quan hệ này mà kết hôn hay sống chung với vợ chồng thôi nghe, chứ không phải là đang. Có lẽ các bạn sẽ đặt ra câu hỏi tại sao vậy? Tôi lý giải như sau. Vì ít nhất một bên tham gia quan hệ là người đang có vợ hoặc là đang có chồng. Những cái đối tượng này ấy, ít nhất một bên tham gia quan hệ là người đang có vợ có chồng. Mà người đang có vợ có chồng, nhà lập pháp đã dự liệu ở cái điểm C khoảng 2 điều 5 như lúc này chúng ta đã làm rồi. Nếu ta đặt họ trong một cái hoàn cảnh như vậy thì đã có cái cơ chế. Hơn nữa đây là nhóm chủ thể rất là đặc biệt nha. Vì một bên tham gia quan hệ là người đang có vợ có chồng và thường thường là trong phạm vi của một gia đình. Chính vì vậy cái khả năng mà họ tiến tới với nhau trong một cái tâm thế chuyển hóa từ hôn nhân, từ cha con mẹ con sang hôn nhân là nó rất hạn hữu, khó xảy ra. Cho nên nhà lập pháp không cần quy định là cấm người đang tồn tại quan hệ này mà kết hôn hay sống chung như vợ chồng. Ta chỉ quy định pháp luật chỉ tác động những cái quan hệ xã hội có tính phổ quát thôi. Và đây chỉ quy định người đã từng tồn tại quan hệ mà kết hôn hay sống chung như vợ chồng. Ông Lâm đi công tác xa nhà 64 tuổi gọi điện về cho người mình thương. Anh nhớ em vô cùng. Và người mà ông này ngỏ lời thương nhớ là con dâu cũ. Con trai ông Lâm đã chết. Và nhà con trai ông Lâm và cô dâu này là ở sát cạnh nhà ông Lâm. Cha mẹ cho đất làm nhà ở kế cạnh nhau và sử dụng chung một cái hệ thống điện thoại. Và khi ông Lâm đi công tác về ở xa gọi điện về cho con dâu nói rằng là anh nhớ em vô cùng. Câu chuyện nó đến tai được vợ bắt ông điện thoại trước và biết được. Sau đó khi mà ông này đi công tác về là trong một cái nỗi nhớ nhung dân trào từ Gia Lâm lên tầng thị xã Bắc Giang, Hà Nội. Tôi đọc luôn cái bài báo đó đấy. Để tâm sự, nhưng mà xui cái là vợ con biết hết trơn rồi. Cho nên đón lòng luôn. Chững chỉnh luôn. Thì vụ này càng phức tạp ở chỗ là sau đó ông Lâm ông nộp đơn ly hôn mù vợ đó các bạn. Và tòa án đã xử qua hai cấp rồi. Xét xử theo thủ tục sơ thẩm bác đơn ly hôn của ông Lâm. Ông này kháng cáo và trong cái phiên xử phúc thẩm cũng tương tự như là phán quyết sơ thẩm thôi, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.
là bác yêu cầu ly hôn của ông Lâm. Có nhiều câu hỏi đặt ra là bây giờ giả thiết tòa án chấp nhận cái yêu cầu ly hôn của ông Lâm đối với vợ thì ông Lâm có quyền kết hôn với con dâu cũ không? Thì câu trả lời nó đã minh bạch rồi. Pháp luật không cho phép chuyển hóa đánh đổi quan hệ giữa cha chồng với con dâu thành quan hệ vợ chồng. Vì nó đã phải cần lưu giữ những cái giá trị đẹp trong cái cuộc sống này, không thể thay đổi cái tôn ti tự tử dù trong quá khứ không đánh đổi quan hệ cha con mẹ con sang hôn nhân. Nhưng mà khi mà các bạn đến cái quan hệ thân thế tích thuộc thì các bạn đánh giá về mặt ý nghĩa của pháp luật. Vì sao về quy định như vậy? Xét ở góc độ sinh học, ở góc độ đạo đức ha. Cái ứng xử trong cái gia đình Việt Nam tùy từng cái nhóm đối tượng người ta phân tích. Ví dụ quan hệ cha mẹ nuôi con nuôi á, hay là quan hệ cha mẹ con do hôn nhân thì cái yếu tố huyết thống tự nhiên nó không có, trừ quan hệ cha mẹ nuôi con nuôi. Một vài cái trường hợp ví dụ cha chú bà cô cậu dì ruột á, thì được nhận cháu thì nó có thể là có cái quan hệ huyết thống, còn về cơ bản là nó không có huyết thống, là quan hệ cha mẹ con do hôn nhân. Người ta xét ở góc độ là về mặt đạo đức để nhà lập pháp căn cứ vào đó để xây dựng luật. Còn là quan hệ trực hệ ba đời ta phải bàn đến yếu tố sinh học ảnh hưởng đến nguồn chất lượng. Vâng, có lẽ là dừng ở đây đi nhá. À không, cho tôi nói cái này cho nó xong cái phần điều kiện kết hôn cho nó xong dứt điểm đấy ha. Cái điều mới mẻ của cái luật 14 là nó không dự liệu điều kiện kết hôn đối với hôn nhân đồng giới nữa. Những người đồng giới sống cùng nhau, nếu họ không vi phạm về độ tuổi, sự tự nguyện, các cái trường hợp cộng kết hôn khác, ví dụ như là vi phạm một vợ một chồng, đồng giới với nhau về sống là cũng được, thì coi như là đây là cái quyền của họ. Pháp luật không có cơ chế điều chỉnh. Lý do nhà nước không can thiệp vào cái hành vi của các bên trong cuộc sống nếu mà không có thỏa mãn các cái dấu hiệu tôi đã bàn. Và đây chính là cái sự mới mẻ so với cái luật trước đây. Trước đây trong cái khoảng 5 điều 10 của luật 2000 á, ta quy định là cấm người đồng giới kết hôn. Ta quy định như vậy cho nên trên thực tế nếu các bên nhà vô mà sống chung cưới nhau này kia là điều bị xử lý. Điều này là sai đó, áp dụng trên thực tế là không có đúng. Chừng nào họ kết hôn mới có thể có căn cứ để xử lý. Nhưng mà cả cái địa phương họ xử lý là khá là mạnh tay đấy, khá là liều màng đấy, làm không có đúng. Thì đó là một cái câu chuyện thực tế. Và đương nhiên chắc các bạn cũng biết là cái sự phân biệt kỳ thị đối với những cái đối tượng này không phải là không xảy ra. Mặc dù chưa có một số thống nhất thống kê mà rõ ràng, nhưng mà rõ việc những người đồng giới trong một cái xã hội hiện đại con số cũng phải là nhỏ. Thế cho nên chúng ta cũng cần có một cái quy định khác đi để mà xóa bỏ cái sự kỳ thị, để mà ghi nhận bước đầu có thể tạo ra cái nền tảng về mặt pháp lý để sau này có thể tiến lên có một cái cơ chế mới. Mặc dù trong cái luật sửa đổi dự thảo thì đến lần thứ 3 chúng ta cũng có cái quy định là thừa nhận hôn nhân đồng giới đó các bạn. Dự thảo lần 3 là có ghi nhận đàng hoàng đấy. Nhưng cuối cùng khi bấm nút thông qua tại nghị trường thì thôi, cuối cùng là vẫn là không thừa nhận hôn nhân đồng giới. Thì cái khác của cái luật 14 với cái luật 2000 ở đây là gì? Nhiều người cho rằng luật quy định ở cái khoản 2 của cái điều 8 á, không thừa nhận thì không cấm mà coi như là cấm. Nói như vậy không có đúng đâu ha. Những cái quan điểm như vậy là không đúng. Đây là ý đồ của nhà lập pháp đó các bạn. Và như tôi đã nói là ở đây là chúng ta đã loại trừ cái điều kiện kết hôn đối với những cái vị này đi. Không bàn tới cái chuyện họ sống chung như với nhau nữa. Trên thực tế đó là cái quyền của họ nếu họ thỏa mãn các cái dấu hiệu khác. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái khoản 2 của điều 8 thì một ngày nào đó sẽ không có cơ chế
để giải quyết các cái tranh chấp yêu cầu đối với các cái đối tượng này. Ví dụ họ sống chung với nhau rồi họ phát sinh tranh chấp về tài sản, họ sống chung một ngày nào đó họ đi đăng ký kết hôn, họ sống chung một ngày nào đó họ đi yêu cầu nhận nuôi con nuôi chung, thì chúng ta làm như thế nào đây? Rất là khó khăn. Cho nên cái điểm mới đầu tiên trong cái luật 14 đó là chúng ta tách ra ở cái khoản 2 của điều 8 không thừa nhận hôn nhân đồng giới. Điều này có nghĩa là không can thiệp vào cái hành vi sống chung của các cái cặp đôi đồng giới. Và tạo ra một cái hành lang, cái quy định ban đầu. Như kinh nghiệm một số quốc gia ta cũng đi từng bước một các bạn ha, để có thể sắp tới có thể tiếp tục thừa nhận cái hành vi sống chung của các cặp đôi này ở cái mức độ là dân sự, để có thể giải quyết các cái lợi ích của họ trong tương lai chăng, ví dụ như là về tài sản chẳng hạn. Rồi tôi cũng có cái trường hợp thì cặp này là họ sống với nhau là 18 năm, từ Bình Định vào Thành phố Hồ Chí Minh sống với nhau là hai cô gái, nhưng mà tất cả cái tài sản con chủ con bạc nha, tất cả tài sản mà do cái người mà đóng vai chung á, đứng hết trơn á, giàu lắm, nhiều tiền của, sống 18 năm rồi tự nhiên bây giờ là mâu thuẫn đòi chia tay, thì cô gái này đòi chia tay, và cái người đóng vai chồng là giữ tất cả tài sản đứng tên trên giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà xe trơn chứ đâu. Và nói nếu mà đi ra đi trắng tay đi, cô này khóc lóc tìm đến nhà tôi. Thì bây giờ ta nếu ta áp dụng quy định của luật dân sự để giải quyết cái trường hợp này thì có nó thỏa đáng không? Cứ đặt ra câu hỏi vậy đi. Nếu mà luật hôn nhân gia đình trong tương lai sắp tới không có những cái cơ chế theo từng bước thì nó có thỏa đáng hay không? Bởi vì đặc thù của những cái người này, mặc dù họ không gọi là vợ chồng, nhưng mà thấy họ sống như là vợ chồng vậy, cái đời sống như giống như quan hệ vợ chồng, ranh giới tài sản rất là mờ nhạt. Bây giờ ta tách bạch để mà giải quyết ở góc độ dân sự hay là cái mức độ đóng góp thì như thế nào, khó khăn vô cùng luôn. Thì đó, ý muốn nói là bàn thêm những cái khía cạnh để các bạn thấy ra rõ ràng đây là cái câu chuyện có ý đồ của nhà lập pháp, nhưng chúng ta chưa có mạnh dạn để làm tới như một số quốc gia thôi. Vì pháp luật cũng là cuộc sống thôi. Có những minh chứng cho thấy là đến cái thời điểm này chúng ta chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới được. Nên một số cái đối tượng, ví dụ như ở Việt Nam ra nước ngoài để kết hôn, thừa nhận hôn nhân đồng giới ra nước ngoài để kết hôn, rồi về Việt Nam để yêu cầu công nhận. Câu trả lời ở đây là gì? Không bao giờ có cái câu chuyện ghi chú hết. Đương nhiên sẽ có những cái hoàn cảnh mà chúng ta ra nước ngoài kết hôn theo pháp luật của các cái quốc gia khác, ví dụ A và B sang Hoa Kỳ kết hôn trước cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ luôn, thì đương nhiên quan hệ đó nó sẽ không được công nhận tại Việt Nam, trừ trường hợp họ làm cái thủ tục ghi chú. Vậy với trường hợp hôn nhân đồng giới thì sao? Bây giờ nước Hoa Kỳ nó công nhận gần hết rồi, thì sang đó kết hôn rồi về Việt Nam yêu cầu công nhận. Câu trả lời ở đây, pháp luật về hộ tịch không chấp nhận. Thế thôi, một số cái trường hợp chúng ta có thể chấp nhận, ví dụ như là tại thời điểm mà yêu cầu công nhận tại Việt Nam thì các bên chúng ta xác định họ không có vi phạm pháp luật của Việt Nam, hoặc là có vi phạm nhưng mà yếu tố cản trở hôn nhân đã đi qua. Riêng các cái trường hợp như thế, trực hệ ba đời hay là quan hệ những cái người đồng giới thì ở đây sẽ không có cái ngoại lệ nào cả. Cũng bàn thêm một chút xíu, đó là cái người chuyển đổi giới tính hay là người xác định là giới tính nha các bạn. Thực ra là xác định là giới tính là cái cơ chế được đặt ra từ năm 2005 cơ, trong cái bộ luật dân sự. Và sau đó là nó được ghi nhận rõ hơn trong cái nghị định 88 năm 2008. Một cái người khuyết tật bẩm sinh về giới tính định hình không chuẩn xác thì cái việc trả lại tên cho họ là cần. Nhưng mà cái tinh thần của pháp luật cái thời điểm đấy các bạn thấy nó cũng chưa minh bạch rõ ràng, đặc biệt là cái nghị định 88 này này. Nó cũng đưa ra cái cơ chế là đòi hỏi một số cái cơ quan phải đăng ký. Đăng ký ở Bộ Y tế đó để được cấp cái chứng nhận cho phép thực hiện cái giải pháp là xác định giới tính.
Mặc dù cái nghị định 88 quy định như vậy, nhưng mà khi xảy ra cái câu chuyện này thì các bạn mới thấy giật mình này. Đó là cái trường hợp mà bạn Lê Văn Hiệp, và sau đó ra nước ngoài thành một cô gái đẹp như thế này đây, về Việt Nam, ra Thái Lan là về, đổi tên là Phạm Lê Quỳnh Trâm. À, chắc vụ này các bạn đã nghe rồi. Thì cái bạn này á, cái thời điểm đấy là các bạn biết là bộ luật dân sự chỉ mới thừa nhận cái quyền là xác định lại giới tính thôi. Cho nên bạn này không biết chuyển đổi hay xác định, tôi không biết, nhưng mà về Việt Nam đến một cái phòng khám đa khoa ở dưới Bình Phước ạ, để xin cấp một cái giấy xác nhận là đã xác định là giới tính. Ở cái phòng này nó cũng liều mạng luôn, nó cấp luôn. Sau khi có cái giấy tờ đó thì bạn này đến cái phòng tư pháp để xin thay đổi, cải chính về hộ tịch từ Phạm Văn Hiệp thành Phạm Lê Quỳnh Trâm. Thì lúc đấy cái trường hợp này là mới nhất, đầu tiên tại Việt Nam á. Thế nên bảo giới nó giật kinh khủng lắm. Ừ. Sau đó cái tin vui nó chưa được bao lâu thì là phát hiện ra là cái lộ trình nó thực hiện cũng đúng. Đó là về nguyên tắc theo nghị định 88 lúc nãy như tôi đã giới thiệu qua đó. Thì chúng ta phải cái việc mà công nhận này là phải được thực hiện bởi một cái cơ sở y tế được công nhận. Ừ. Đó là cái vụ này. Từ cái câu chuyện của cái việc này á, thì Bộ Y tế mới, cái cơ quan chức năng mới chỉ đạo luôn rằng bác cái địa phương phải buộc lòng phải làm hồ sơ để nộp ra để cấp giấy công nhận để họ thực hiện các cái giải pháp tương tự, xác định hay là công nhận là thực hiện ở nước ngoài về Việt Nam công nhận lại đó. Thì hiện nay là ở ngoài miền Nam chúng ta thì có Bệnh viện Nhi Đồng 2, miền Trung thì có Bệnh viện Trung ương Huế, ngoài miền Bắc có một cái cơ sở y tế nữa. Đối với các cái trường hợp mà chuyển đổi giới tính thì rõ ràng các bạn cũng biết trong cái bộ luật dân sự năm 2015 đã ghi nhận cái quyền này rồi, nên ta xuống đường hoan hô quốc hội này kia đó. Nhưng mà điều cũng rất là đáng quan tâm đó là các bạn thấy là luật nó không khả thi được, là vì ta đang chờ cái luật chuyển đổi giới tính. Thì nếu các bạn nghiên cứu cái dự thảo đề cương luật chuyển đổi giới tính vào năm 2017 và đến nay cũng chưa có cái mới gì cả, thì các bạn cũng thấy rất âu lo. Âu lo ở đây là âu á, luật nó quy định rồi, luật dân sự quy định, nhưng mà cái dự thảo luật nó mới ở sơ khởi, ở một cái dạng là bộ xương như này, thì không biết bao giờ luật mới đi vào cuộc sống để đảm bảo cái quyền con người. Nếu người mà đã xác định là giới tính hay là giới tính đã định hình chuẩn xác rồi mà họ chuyển thì lưu ý họ có quyền kết hôn sau khi thay đổi cải chính về hộ tịch. Tất nhiên vẫn còn hàng loạt chuyện ta rất là quan tâm, vừa rồi tôi cũng coi mấy clip của cái cô Lâm Khánh Chi phải không ạ? Thì các bạn thấy là Khánh Chi là nam đúng không, ra nước ngoài chuyển đổi giới tính, tất nhiên bạn này thực hiện trước cái thời điểm bộ luật dân sự có hiệu lực 15 này mới có. Rồi nó thêm một cái câu chuyện là có con mang thai hộ ở nước ngoài nữa. Rồi về đây thì nên bạn này cũng rất là buồn, nó là khát khao mong muốn pháp luật phải có cái cơ chế như thế nào để mà thừa nhận. Bây giờ giấy tờ của bạn này vẫn là nam thôi, hình hài là nữ nhưng mà là nam. Bây giờ đặt ra câu hỏi, vậy cái bộ luật dân sự 2015 nó có hiệu lực hồi tố hay không? Tất nhiên không rồi, phải không ạ? À? Để thừa nhận bằng trên cơ sở bộ luật dân sự 2015 thì chắc chắn không có được. Còn có ngoài lề hay không, có những cái hướng dẫn để chúng ta giải quyết những cái câu chuyện trong quá khứ hay không, thì cái này nó còn nhiều vấn đề phải bàn lắm. Và đương nhiên phải có một cái hướng dẫn riêng. Thì như vậy ta đã xong cái phần là cái điều kiện kết hôn rồi các bạn nha. Rồi ta dừng ở đây, hôm sau ta tiếp tục cái đăng ký kết hôn. Rồi các bạn có thắc mắc gì không? Các bạn có thắc mắc gì bài học hôm nay không?
Dạ không ạ. Rồi, mời các em nghỉ nha. Dạ em chào cô ạ. À.